chương 181, bắt gian trên giường kỳ thật khi Giang khả khả bước vào, Lạc Tú đã nhận thấy. Nhưng Lạc Tú lại không ngờ cô gái này lại lớn gan như vậy. Trong bóng tối, cô ta mờ mịt một lúc rồi lao về phía Lạc Tú. Lạc Tú vội vàng đứng dậy khỏi ghế sofa, trốn sang một bên. Mặc dù trời tối đến mức không nhìn rõ nhưng Lạc Tú chắc chắn biết đối phương đã cởi hết quần áo của mình. Và lại đối phương không phải Giang Đồng Nhiên. Đúng lúc này, Giang Đồng Nhiên gõ cửa ở bên ngoài. Lạc Tú vốn dĩ muốn mở cửa, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến việc nếu mở cửa ra rồi, lúc Giang Đồng Nhiên đi vào nhìn thấy một người phụ nữ trần như nhộng trong phòng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vậy sẽ gây hiểu lầm to. Hơn nữa, mặc dù Lạc Tú không phải người tốt, nhưng không muốn đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó với Giang Đồng Nhiên trong lúc cô ta mơ hồ. Vì vậy, Lạc Tú dứt khoát giả vờ như không nghe thấy quan trọng hơn là trong căn phòng này còn có một người đang trốn. Chuyện đêm nay càng ngày càng thú vị rồi. Giang đồng nhiên gõ cửa một hồi, tác dụng rượu bắt đầu dâng lên, cảm thấy hơi hoa mắt. Cô ta vừa hoài nghi có phải mình đi nhầm phòng hay không, vừa đi tìm nhân viên phục vụ mở cửa. Nhưng đêm nay cửa của căn phòng này chắc chắn không mở được rồi. Bởi vì Dương Kim Vũ đã xuống lầu để đánh tiếng với lễ tân. Đêm nay dù có ai tới cũng không thể mở cửa không thể nghi ngờ về sức ảnh hưởng của nhà họ Dương, nếu đã lên tiếng rồi thì người của khách sạn này không ai dám làm trái ý. Và lại căn phòng đó cũng không có đăng ký, dù sao thì cũng phải làm ra chuyện này phải thần không biết quỷ không hay, nếu không một khi nhà họ Giang phát hiện ra thì sẽ gây ra hỗn loạn lớn. Vì vậy, ngay cả quầy lễ tân và nhân viên phục vụ của khách sạn cũng không biết bên trong đã có người. Dưới sai sót ngẫu nhiên, bọn họ đã đặt phòng này cho Giang Đồng Nhiên khi cô ta gọi điện thoại đến đây đặt phòng. Nếu đêm nay không có Giang Đồng Nhiên, có lẽ mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Nhưng thật không may, tối nay lại tình cờ gặp Giang Đồng Nhiên kéo Lạc Tú vào thuê phòng. Mà giờ phút này, Giang Đồng Nhiên cuối cùng cũng bước xuống lầu, đến quầy lễ tân nhờ mở cửa, nhưng trước đó nhân viên phục vụ đã được dặn dò là không được mở cửa và lại thấy Giang Đồng Nhiên đã uống say nhèm nên bèn đưa Giang Đồng Nhiên đến một căn phòng trống khác. Dù sao thì Giang Đồng Nhiên này đã say đến mức không phân biệt được phương hướng rồi. Tùy ý lừa dối vài câu, Giang Đồng Nhiên thật sự cho rằng mình đã tìm nhầm phòng. Chờ đi vào phòng, Giang Đồng Nhiên tiện tay đóng cửa lại. "Tiểu Tú, Tiểu Tú, cậu đang ở đâu?" "Nào, đến trong lòng chị này." "Tiểu Tú, đáng ghét, còn chơi trò trốn tìm với tôi nữa." giang đồng nhiên vừa nói hưu nói vượn vừa tìm lạc tú một lúc lâu sau sức mạnh của rượu hoàn toàn đi lên trực tiếp gục xuống ngủ trong căn phòng khác sau khi giang đồng nhiên rời đi đối mặt với giang khả khả vẫn đang lao tới lạc tú dứt khoát dùng tay làm dao đánh giang khả khả hôn mê bất tỉnh sau đó lạc tú cười khẩy một tiếng cút ra đây kỳ thật lạc tú đại khái đã đoán được chuyện gì đó đây có lẽ tương tự như một hành động lừa gạt có tổ chức chính là hành vi lừa gạt có tổ chức nhằm vào cô gái này vốn dĩ lạc tú cũng không muốn can dự vào việc riêng của người khác nhưng nếu đã dính dáng đến trong tay mình rồi thì nhân tiện cứu cô gái này luôn cũng được trên thực tế người kia trốn trong bóng tối hiển nhiên cũng rất sợ dù sao loại chuyện này thật đáng xấu hổ hơn nữa còn là đi hãm hại thiên kim của nhà hào phú đứng đầu ở hải đông giang khả khả có thể tưởng tượng áp lực này lớn đến nhường nào ngoài ra Mọi chuyện vốn đang diễn ra tốt đẹp, ẩn náu bên trong đây dường như không có vấn đề gì, nhưng hiện tại rõ ràng có thêm một người trong phòng. Người trong bóng tối này là do nhà họ Sở tìm tới, nhưng đồng thời gã cũng là bạn học của Giang Khả Khả. Nghĩ đến việc ngày mai Sở Vân Long đưa người tới đây phát hiện vợ chưa cưới cùng bạn học nằm trên cùng một giường, vậy thì Giang Khả Khả dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Thêm nữa mọi chuyện còn rất hợp tình hợp lý đến lúc đó Giang Khả Khả còn phải đeo trên lưng tội danh cấu kết với bạn học. Với lại đêm nay Giang Khả Khả bị bản thân Dương Kim Vũ của mình chút say rồi, không hề có sức phản kháng nên dù không có chuyện gì xảy ra thì nhất định cũng sẽ xảy ra chuyện. Đây vốn là một phần của kế hoạch, vô cùng hợp tình hợp lý, thậm chí là ý tưởng rất chu toàn. Nhưng bây giờ kế hoạch đã có thay đổi, vì để kế hoạch diễn ra suôn sẻ, người đàn ông trong bóng tối bí mật nhặt một cái gạt tàn, sau đó cẩn thận mò mẫm đi về phía lạc tú. Gã đã thèm muốn giang khả khả từ lâu, sao có thể cho phép có người phá hoại. Lạc tú vốn dĩ chỉ muốn đuổi người đi, nhưng khi nhận ra có người đang cầm gạt tàn ở phía sau và định hạ thủ hung ác đối với mình. Lạc tú liền nở nụ cười, nếu đối phương muốn chết, lạc tú cũng không ngại tiễn đối phương đi một đoạn đường. Người đàn ông trong bóng tối đã tới sau lưng lạc tú, trên mặt mang theo một nụ cười khẩy. Rồi lặng lẽ không một tiếng động, nương theo ánh sáng yếu ớt gã đập vào sau đầu lạc tú nhưng trước khi chiếc gà tàn hoàn toàn đập xuống một bàn tay đã túm lấy cổ gã một cách thô bạo may gã kia khó khăn dặn ra một chữ nhưng sau đó chiếc cổ đã bị lạc tú trực tiếp bóp chặt lấy lạc tú ném cái xác xuống đất nhưng nghĩ lại rằng đây là khách sạn nên ném cái xác ở đây dường như cũng phiền phức vì vậy anh dứt khoát nhấc cái xác đi vào nhà vệ sinh sau đó búng nhẹ ngón tay một ngọn lửa màu xanh trực tiếp biến cái xác thành cho tàn. Cho được lạc tú ném vào bồn cầu và xả nước. Sau đó, lạc tú bật đèn lên, rồi nhìn cô gái tội nghiệp trần chuồng ngã nằm trên mặt đất. Lạc tú thật sự không có ý nghĩ xấu xa nào. Anh kéo một chiếc khăn tắm che trên người Giang Khả Khả, sau đó bế Giang Khả Khả lên giường. Tiếp đó Lạc Tú ngồi trên sofa, châm một điếu thuốc, khẽ thở dài. Thế giới phàm trần này, về những trò anh lừa tôi gạt, không hề kém cạnh chút nào so với thế giới tu tiên cả mà ở một diễn biến khác dương kim vũ đã chậm rãi đi vào trong biệt thự của nhà họ dương trời đã khuya nhưng trong dinh thự của nhà họ dương có rất nhiều người ngồi đó thậm chí có cả những nhân vật có máu mặt trong giới phú hào hải đông đều có mặt ở đây đồng thời đám người sở vân hào dương thiếu thiên cũng có mặt ở đây chỉ là hiện giờ dương thiếu thiên đang ngồi trên xe lăn kim vũ mọi chuyện thế nào rồi một người đàn ông trung niên có ngoại hình âm hiểm hung ác mở miệng nói. Ba, yên tâm đi, mọi việc đã xong xuôi. Dương Kim Vũ nói, rồi lập tức chuyển sự chú ý sang một người khác. chương 182, hành vi lừa gạt có tổ chức. Giang khả khả tuyệt đối thuộc loại mỹ nữ cực phẩm, được mệnh danh là thập đại mỹ nữ ở Hải Đông, có thân hình tỷ lệ vàng hoàn hảo, lại là con lai nên các đường nét trên khuôn mặt sắc xảo mà tinh tế nếu không phải cô ta sinh ra trong nhà hào phú từ nhỏ đã không thiếu tiền e rằng cô ta có thể bước chân vào làng giải trí và trở thành một ngôi sao dù sao thì bộ dạng của cô ta tuyệt đối là nghiêng nước nghiêng thành hơn nữa ngay cả khi cô ta đang du học ở nước ngoài thì cũng có vô số người tìm kiếm tài năng tìm đến cô ta khi ở trường học cô ta tuyệt đối là hoa hậu giảng đường vô số người theo đuổi xếp cả hàng dài chỉ là gia phong của nhà họ giang rất nghiêm khắc truyền thống bảo thủ có thể nói Giang Khả Khả chưa bao giờ làm điều gì khác thường. Cô ta thậm chí còn chưa nói đến chuyện yêu đương, chỉ đợi đến khi gia đình sắp xếp cho cô ta kết hôn với Sở Vân Long, Giang Khả Khả cũng chưa bao giờ phản đối. Tất nhiên, điều này cũng là nhờ vào người bạn thân nhất của cô ta là Dương Kim Vũ luôn ở bên cạnh làm công tác tư tưởng. Tối qua, người bạn thân nhất của mình đã tổ chức một bữa tiệc độc thân cho mình, sau đó rất nhiều người thay nhau ra trận điều duy nhất giang khả khả nhớ rõ là chuyện mình đã uống rất nhiều rất nhiều cuối cùng giang khả khả được cho biết là cô ta đã được đưa đến phòng của sở vân long dù sao ngày mai cô ta cũng đã kết hôn nên giang khả khả cũng không quan tâm cho lắm nhưng khi giang khả khả mở mắt ra thì bỗng chốc bàng hoàng bởi vì người trong phòng không phải sở vân long mà là một người đàn ông xa lạ anh là ai đây là nơi nào anh đã làm gì tôi Du Giang Khả khả có ngu ngốc nhưng cảm giác được bộ dạng trần trụi của mình ở trên giường giờ phút này cũng đã hiểu được chút gì đó. Sắc mặt cô ta nhất thời thay đổi, nội tâm bỗng nhiên nghĩ tới một hậu quả đáng sợ. Phải biết rằng, hôm nay chính là ngày cưới trọng đại của cô ta, nếu có sự cố xảy ra thì là chuyện lớn rồi. Không có thời gian để trả lời câu hỏi của cô, xem một vở kịch hay trước đi nhỉ. Lạc Tú mỉm cười, rồi châm một điếu thuốc bởi vì Lạc Tú nhận thấy có một đám người đang đến đây rất vội vàng. Khi điếu thuốc của Lạc Tú vừa mới châm và Giang Khả Khả cũng đang mở mịt thì liền dầm một tiếng. Cửa phòng bị người ta tung một cước bạo lực đá văng ra. Giang Khả Khả, tôi không ngờ cô lại là người như vậy. Thật làm tôi thất vọng quá rồi. Khả Khả, sao cô có thể làm ra loại chuyện như vậy? Giang Khả Khả, nếu như cô không thích tôi thì cô có thể trực tiếp đề nghị từ hôn, cần gì phải làm tôi nhục nhã như thế này. Cô Giang, cô làm như vậy không chỉ khiến nhà họ Giang hổ thẹn, mà còn làm nhục cả nhà họ sở của chúng tôi. Khả khả, cậu, cậu, anh Vân Long đối xử với cậu tốt như vậy, sao cậu có thể làm thế được? Từng chàng khiển trách và trách móc nhất thời vang vọng khắp gian phòng. Vẻ mặt Giang khả khả vừa hoảng sợ vừa ngỡ ngàng. Ở ngoài cửa có rất nhiều người đang đứng, người của nhà họ Giang, người của nhà họ Sở, và thậm chí cả Dương Kim Vũ. Các người, Giang Khả Khả dùng tay kéo chân bông lên cầm, hoàn toàn ngây dại. Hừ, Gia Môn bất hạnh, Gia Môn bất hạnh mà. Đồi phong bại tục, quả thực là đồi phong bại tục. Một người phụ nữ ngoài 30 tuổi trong đó có sắc mặt vô cùng khó coi, đó là cô của Giang Khả Khả. Suốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Giang Khả Khả kinh ngạc nhìn tất cả những thứ này. Chuyện gì đã xảy ra? Giang Khả Khả tôi còn đang muốn hỏi cô rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra này sở vân long tỏ ra vô cùng đau khổ và cực kỳ tức giận nếu cô không muốn kết hôn với tôi thì cứ nói là được cần gì lại cắm sừng tôi ngay trong đêm trước khi kết hôn nhà họ sở của tôi sao có thể đối mặt với loại sỉ nhục này hôm nay là ngày cưới của chúng ta đấy sở vân long cáo buộc tôi không có mặc dù giang khả khả có chút khó hiểu nhưng khi bị nhiều người như vậy chỉ trích chính mình thì nước mắt vẫn lăn dài thậm chí còn nhìn chồng chưa cưới của mình với vẻ không thể tin được đồng thời ánh mắt lại đảo qua cô bản thân của mình làm sao những người này lại có thể không phân biệt được tốt xấu mà đổ oan cho mình được như vậy nhưng dương kim vũ cũng bày ra bộ dạng như đau lòng bắt gian tận giường cô còn muốn nói gì quả thực là khiến cho nhà họ giang mất mặt quả thực là gia môn bất hạnh Cô của Giang Khả Khả cũng giả vờ đau khổ tột độ. Tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Tối hôm qua Kim Vũ đã tổ chức tiệc chia tay độc thân cho tôi. Sau khi uống say rồi thì tôi không biết gì nữa, khi tôi tỉnh dậy đã, bản thân Giang Khả Khả cũng không nói nổi nữa. Bởi vì Giang Khả Khả cảm thấy có điều gì đó không ổn. Những người này dường như biết trước rằng trong phòng của mình sẽ có người khác thì phải. Đã bắt được quả tang rồi. Cô còn muốn chống chế, coi chúng tôi là đồ mốc sao?" Sở Vân Long chỉ trích. Nhìn thấy Giang Khả Khả đang có hơi nghi hoặc, Lạc Tú đột nhiên lên tiếng nhắc nhở Giang Khả Khả. "Hành vi lừa đảo có tổ chức." Và lúc này, mọi người mới chú ý tới người đàn ông ngồi trên ghế sofa đang quay lưng về phía họ. Dương Kim vỗ cao mày, sao không phải là người mình đã tự sắp xếp? Nhưng lúc này dường như không còn thời gian để quan tâm đến những thứ này rồi. Hôm nay cho dù Giang Khả Khả có thừa nhận hay không, mọi chuyện đều không thoát khỏi liên can. Dù sao giờ phút này Giang Khả Khả đang trần chuồng ở trên giường, mà trong phòng còn có một người đàn ông xa lạ. Chuyện này cho dù Giang Khả Khả có một trăm cái miệng cũng không nói rõ ra được. Mà Giang Khả Khả nghe thấy lời nhắc nhở của Lạc Tú cũng lập tức hiểu ra. Bởi vì cô ta không ngốc, tối hôm qua Dương Kim Vũ dẫn người đến chuốc say cô. Giây phút này nhìn lại Dương Kim Vũ và Sở Vân Long, còn cả cô của mình và những người khác. Rõ ràng là bản thân của cô ta đã hãm hại cô ta. Anh Vân Long, anh hãy nghe em nói, là Dương Kim Vũ đã hãm hại em. Mặc dù Giang Khả khả đoán được rằng Dương Kim Vũ đã hãm hại mình, nhưng cô ta lại không đoán được rằng chồng chưa cưới của cô ta cũng có tham dự. Cô Giang, cô thật sự không hổ là người của nhà họ Giang, nhà hào phú đứng đầu Hải Đông. Lúc này rồi mà cô còn có thể đổ việc cầu thả của mình lên người bạn thân của mình, sở vân long tàn nhẫn nói còn dương kim vũ thì vắt ra một vài giọt nước mắt trông khá là ấm ức khả khả tôi nhìn nhầm cậu rồi không ngờ cậu lại là người như vậy nếu cậu nói trước cho tôi biết cho dù tôi có giúp cậu gánh việc này cũng có sao đâu nhưng tôi không ngờ rằng cậu lại ném thẳng vết nhơ này vào người tôi dương kim vũ có vẻ vô cùng uất ức gian khả khả tôi không ngờ cô vậy mà lại phóng đãng đến như thế cô nhìn xem người đàn ông mà cô tìm đi kia, anh ta có điểm nào tốt hơn tôi. Đã sớm nghe nói cô luôn đi du học ở nước ngoài, tư tưởng vô cùng cởi mở, nhưng không ngờ lại cởi mở đến mức bụng đói ăn quàng. Sở Vân Long chế nhạo. Khả khả, chẳng lẽ anh Vân Long đối xử với cậu không tốt sao? Anh Vân Long yêu cậu đến vậy, anh ấy không chỉ cao giáo, đẹp trai mà còn có gia thế hiển hách. Anh ấy có điểm nào không thể so sánh với tên đàn ông hoang hiện tại của cậu hả? lúc này Dương Kim Vũ lại dậu đổ bìm leo. Mọi chuyện hôm nay không cần phải nói nữa. Việc xấu trong nhà không thể lộ ra ngoài. Giang khả khả, nể mặt nhà họ Giang, tôi cho cô chút thể diện. Nhưng chuyện kết hôn, hủy bỏ thôi. Sở Vân Long vẫy vẫy tay, chuẩn bị rời đi. Chào ôi, quả là gia môn bất hạnh. Cô của Giang khả khả cũng mở miệng nói. mươi 183, trả thù. Ngay khi Giang đồng nhiên vừa thốt ra câu này, Giang khả khả nhất thời lại trở nên kích động cảnh tượng trước mắt này thật ra không hiểu lầm thì cũng không có cách nào để nghĩ theo hướng khác. Dù sao thì cũng đã bắt được quả tang rồi, bất kể nhìn thế nào cũng có vẻ như Lạc Tú đang hút thuốc sau khi xong chuyện, còn con gái người ta sau khi bị phát hiện thì khóc giống lên. Nhưng Giang đồng nhiên nghĩ lại vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn, chuyện này dường như không thể trách Lạc Tú. Rõ là tối hôm qua Lạc Tú đã say rượu, và lại hơn nửa đêm hình như mình đến gõ cửa nhưng lại bị người ta khóa trái nói thế là mình đã bị người ta nấng tay trên rồi. Loại chuyện này vậy mà lại cũng có người nấng tay trên. Giờ khắc này, Giang Đồng Nhiên đột nhiên có cảm giác dở khóc dở cười. Dù thế nào thì cô ta cũng sẽ không nghĩ rằng Lạc Tú đã chủ động làm gì người ta. Với sự hiểu biết của cô ta về Lạc Tú, và với thân phận của Lạc Tú, không thể nào làm chuyện như vậy được. Dù sao thì đó là người đàn ông mà cô ta xem trọng, phẩm hạng không thể kém. Nhưng nhìn như thế này, dường như xác thực đã xảy ra chuyện gì đó khả năng lớn nhất chính là mình cực khổ chuốc cho lạc tú say sau đó cho người ta cướp tay trên giang đồng nhiên nhìn lạc tú bằng ánh mắt chán nản và buồn bã sau đó rất hiểu chuyện mà rời đi dù sao nếu cô ta lại tham gia vào nữa thì mọi thứ sẽ càng hỗn loạn hơn về phần những việc khác ít hôm nữa rồi nói sau còn giang khả khả cuối cùng cũng lên tiếng hỏi lại sau một hồi lâu khóc lóc giữa chúng ta thật sự không có chuyện gì sao? Giang khả khả vừa nói vừa lau nước mắt. Lạc tú lắc đầu. Mặc dù Giang khả khả vẫn còn có chút nghi hoặc, nhưng có thể nói cái gì bây giờ? Và lại giờ phút này điện thoại vang lên, là điện thoại của Giang khả khả. Lạc tú nhặt điện thoại trong đống quần áo ở cửa, ném cho Giang khả khả. Sau khi trả lời điện thoại, Giang khả khả cảm thấy trời như sụp đổ. Vào đêm trước đám cưới, cô Giang hẹn hò với người đàn ông bí mật và bị bắt gian trên giường. Nhà họ sở đến yêu cầu nhà họ Giang một lời giải thích. Nhà họ Giang không chỉ phải từ hôn mà còn cần phải xin lỗi. Quan trọng hơn là bởi vì nhà họ sở đã ấn định ngày cưới, vì mặt mũi của nhà họ sở nên không thể nào hủy bỏ. Sở Vân Long giáp mặt cầu hôn Dương Kim Vũ, thiên kim của nhà họ Dương. Dương Kim Vũ Dương Dương đồng ý. Vốn dĩ hôm nay là đám cưới của Giang Khả Khả và Sở Vân Long, nhưng bây giờ nó đã trở thành đám cưới của dương kim vũ và sở vân long rồi cho đến bây giờ giang khả khả cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện đây hoàn toàn là một âm mưu dù sao thì giang khả khả cũng là thành viên của phú hào từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất cũng biết một số chuyện nham hiểm xảo trá chỉ là giang khả khả không ngờ loại chuyện như vậy lại xảy ra với mình cô bản thân không chỉ phản bội mình mà còn hãm hại mình trong khi chồng sắp cưới của cô ta cũng vậy thêm nữa tiếp theo cô ta phải đối mặt với sự trách móc của ba mẹ cả nhà họ giang đều phải đối mặt với sự sỉ nhục này kết quả có thể tưởng tượng được trong chốc lát giang khả khả nảy sinh cảm giác sống không còn gì luyến tiếc trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng nhưng may mắn thay giang khả khả cũng không phải người bình thường sau phút tuyệt vọng ngắn ngủi trong mắt cô ta đã bùng cháy lên sự hận thù tôi muốn nhờ anh giúp tôi một việc theo tôi đi dự hôn lễ Tôi muốn trả thù Sở Vân Long và Dương Kim Vũ. Giang Khả Khả đã suy nghĩ mọi chuyện cẩn thận rồi, nhưng cô ta không nuốt trôi được cục tức này. Trên thực tế, đổi lại là thời điểm khác, Lạc Tú thật là sẽ không giúp đỡ. Nhưng bây giờ Lạc Tú vô cùng sẵn sàng, thậm chí còn chủ động giúp đỡ Giang Khả Khả. Bởi vì đối phương có người nhà họ Sở tham gia. Sau khi hỏi nhau vài câu, họ đã hiểu nhau phần nào. Tuy nhiên, Giang Khả Khả có chút thất vọng bởi vì cách trả thù tốt nhất lúc này chính là lạc tú là một cậu ấm nhà hào phú có bối cảnh tốt hơn sở vân long như vậy sự trả thù này mới có ý nghĩa cho dù lạc tú trông khá là có tiền đồ cũng được nhưng đáng tiếc là vừa rồi khi nói chuyện cô ta biết được rằng lạc tú chỉ là một sinh viên tốt nghiệp đại học bình thường đến từ huyện vĩnh tế mang một thân phận như vậy đi đến đó nói không chừng chẳng thể trả thù được gì nhưng hiện tại không có ứng cử viên nào thích hợp hơn và lại lúc này Giang Khả Khả chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu, chính là đến đại náo hiện trường hôn lễ. Dù sao thì cô ta đã phải chịu một mất mát lớn như vậy, bị bản thân hãm hại, bị chồng sắp cưới phản bội. Chuyện này đã xảy ra với Giang Khả Khả, người luôn được nuông chiều từ bé. Giang Khả Khả sẽ không bỏ qua. Đại sự kết hôn của nhà họ Giang và nhà họ Sở cũng không tổ chức tùy tiện. Nó đã được bố trí từ sớm tại khách sạn sang trọng nhất ở Hải Đông, Thiên Nhã Các hơn nữa những người được mời đến dự tiệc khẳng định đều là ông lớn số một số hai ở hải đông những người đến chắc chắn là những người có máu mặt ở hải đông ngay cả các phương tiện truyền thông lớn và các phóng viên đã chờ đợi ở đó từ lâu chỉ là sự thay đổi cô dâu đột ngột này khiến mọi người đều trở tay không kịp nhà họ giang lúc này đang hỗn loạn hoàn toàn không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này mà nhà họ sở và nhà họ dương vì đã lên kế hoạch từ lâu nên mọi việc đang diễn ra một cách có trật tự nhưng ngay trước thềm hôn lễ, cô chủ nhà họ Giang và người đàn ông bí ẩn bị bắt gian ngay trên giường vẫn gây xôn xao dư luận. Toàn bộ nhà họ Giang trực tiếp bị đẩy đến đỉnh của cơn bão. Nhưng đám cưới vẫn diễn ra. Giang Khả Khả và Lạc Tú đã vội vã đến hiện trường hôn lễ. Dù cô dâu đã được thay đổi nhưng nhiều người vì ngại mặt mũi nên vẫn ở lại nơi tổ chức lễ cưới, chỉ còn lại một số người nhà họ Giang rời đi trước. Hiện trường hôn lễ diễn ra trên bãi cỏ rộng lớn dưới tầng trệt của Thiên Nhã Các. Bối cảnh được sắp xếp như một đám cưới kiểu phương Tây, vị linh mục đã đợi sẵn ở đó để tuyên thệ rồi. Mà cô dâu chú rể cũng từ xa đi tới. Hân Hân, cậu nói xem Giang Khả Khả này đang chơi trò gì vậy? Trần Hoa Hoa và Hạ Hân Hân cũng đến, bên cạnh còn có Hạ Thu Diễm. Giờ phút này, ba người bọn họ đang ngồi trong đám đông. Hân Hân, Hạ Thu Diễm thấy Hạ Hân Hân mất tập trung cố ý vỗ vai Hạ Hân Hân. Hả, Hạ Hân Hân lúc này mới lấy lại tinh thần. Nhìn khung cảnh đám cưới này, cô ta chợt nghĩ đến một người. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cô ta và người ấy cũng sẽ bước vào đám cưới như thế này. Chỉ là Hạ Hân Hân lại lắc đầu, cho dù là trước đó Lạc Tú đã thể hiện khá xuất sắc rồi thì như thế nào chứ? Lạc Tú vậy mà lại dám chủ động nói muốn hối hôn. Anh không thể nào tìm được một người con gái tốt hơn mình dù sao hạ hân hân cô cũng là thiên kim của phú hào nhà họ hạ. Thiên kim nhà hào phú nào có dễ dàng tìm được như vậy? Lạc Tú bỏ lỡ cơ hội này, sợ rằng sẽ tiếc nuối cả đời. Hân hân, cậu đừng có nghĩ nữa. Trần Hoa Hoa nhìn hạ hân hân, chuyện của Lạc Tú cô ta cũng biết rồi, nhưng cô ta cũng cho rằng dù Lạc Tú có chút yêu tú thì sao chứ? Thật sự nghĩ rằng thiên kim nhà hào phú dễ kiếm như thế à? nếu không trân trọng cơ hội tốt thì chắc chắn sẽ phải hối hận trong tương lai. Tớ không nghĩ gì cả, Hạ Hân Hân mỉm cười. Hân Hân, cô út nhắc nhở cháu một câu, nếu cháu vẫn còn canh cánh trong lòng về chuyện đó thì thôi đi. Cô cũng không tin tên họ lạc kia có thể tìm được người tốt hơn cháu. Hạ Thu Diễm cười nhạt. Được rồi, thật ra Hạ Hân Hân rất mâu thuẫn với chính mình. Chào ôi, thật sự không được nữa thì cậu gửi tin nhắn cho anh ta đi, cho anh ta một cơ hội nữa, Thật là to chuyện." Trần Hoa Hoa ở bên cạnh sốt ruột nói. Hạ Hân Hân vừa nghe thấy cũng đúng, hay là lại gửi cho Lạc Tú một tin nhắn đi. Dù sao thì, không phải ba mình la hét muốn mình xin lỗi Lạc Tú sao? Như vậy đúng lúc cũng cho Hạ Nguyên Vũ một lời giải thích. Chương 184: Bạn trai của tôi. Trên thực tế, không chỉ có mấy người Hạ Thu Diễm, mà hầu hết những người có mặt đều rất tò mò rốt cuộc là loại đàn ông nào có thể khiến Giang Khả Khả, thiên kim của nhà hào phú hàng đầu ở Hải Đông, đột nhiên làm ra chuyện như vậy trước ngày kết hôn. Phải biết rằng bây giờ không chỉ có nhà họ sở bị mất mặt, mà người bị chế giễu nhiều nhất vẫn là nhà họ Giang. Toàn bộ nhà họ Giang giờ trở thành một mớ hỗn đột, trở thành tâm điểm của Hải Đông. Mà nhiều người tự nhiên tò mò, người đàn ông này là ai? Có bản lĩnh gì? Chẳng lẽ còn xuất sắc hơn cả sở Vân Long của nhà họ sở? Nếu nói về gia thế và tiền đồ, trong toàn bộ Hải Đông, e rằng không tìm ra thanh niên nào còn xuất sắc hơn cả sở Vân Long cũng nên nhỉ. Vì vậy Hạ Thu Diễm và Trần Hoa Hoa tự nhiên rất tò mò về người đó. Còn Hạ Hân Hân do dự một lúc, nhưng vẫn mở tin nhắn và liếc qua. Nhưng Hạ Hân Hân lại như bị sét đánh ngay lập tức, một cơn lửa giận trong sâu thẳm trái tim tức thì bùng lên. Tên họ lạc kia, Hạ Hân Hân nghiến răng nghiến lợi. Sao vậy, Trần Hoa Hoa giật lấy điện thoại di động của Hạ Hân Hân, tin nhắn chỉ có ba chữ. Không cần đâu. Tên họ lạc này quá không biết điều rồi đó. Trần Hoa Hoa cũng có chút tức giận. Hạ Thu Diễm quay đầu lại vừa nhìn thấy thì nhất thời cũng cười khẩy một tiếng. Hân Hân, người như thế cháu nên kéo cậu ta vào danh sách đen, khiến cậu ta biến mất khỏi thế giới của cháu mãi mãi. Cậu ta cho rằng cậu ta là ai hả? Cháu đã cho cậu ta một bậc thang để xuống nhưng cậu ta lại không biết suy xét như vậy thế thì cứ để cho cậu ta hối hận đi cô muốn xem sau này cậu ta có thể tìm được loại phụ nữ như thế nào đúng đó hân hân một người như vậy thật không biết tốt xấu anh ta nghĩ anh ta còn có thể tìm được thiên kim nhà hào phú sao trần hoa hoa ở một bên cũng cười cợt hạ hân hân cũng đầy lửa giận lạc tú anh thật sự cho rằng tôi thèm anh chắc không có nhà họ hạ của chúng tôi không có tôi anh cho rằng anh là ai chứ? Anh cho là anh thật sự có thể tìm được một người tốt hơn cả tôi à? Nhưng ngay lúc này, đám đông đột nhiên trở nên ồn ào. Tiếp theo vốn nên là cô dâu chú rể đi lên đường kia, xong lúc này, một cô gái nắm tay một người đàn ông chậm rãi bước tới. Sẽ không sao nếu là người khác, nhưng người phụ nữ này lại là Giang Khả Khả của nhà họ Giang. Không cần phải nhiều lời, trong tích tắc ánh mắt của toàn trường đều tập trung vào Giang Khả Khả và người đàn ông bên cạnh cô ta. Mà khi ba người Hạ Hân Hân nhìn thấy người đàn ông đang nắm tay Giang Khả Khả là ai thì sắc mặt tức khắc thay đổi, trực tiếp đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Vừa rồi các cô vẫn còn đang bàn luận xem rốt cuộc là ai có bản lĩnh như vậy, lại có thể khiến thiên kim của nhà hào phú hàng đầu ở Hải Đông hối hôn. Không tiếc mạo hiểm bị bắt cũng phải đi hẹn hò. Vừa rồi bọn họ còn đang thảo luận châm chọc lạc tú sẽ hối hận, không thể nào tìm được cô gái tốt hơn Hạ Hân Hân. Nhưng bây giờ thì sao? Giang Khả Khả nắm chặt tay Lạc Tú và trực tiếp bước trên thảm đỏ. Này còn cần phải nói gì nữa ư? Người đàn ông có thể khiến Giang Khả Khả nắm tay nhất định chính là người đàn ông đã hẹn hò tối hôm qua. Hạ Hân Hân đúng là không tệ, nhưng so với Giang Khả Khả của nhà hào phú số 1 ở Hải Đông thì sao? Vậy nhất định là kém xa, tuyệt đối không có cách nào so sánh được. Bất kể ngoại hình, gia thế bối cảnh hay thậm chí là bằng cấp, Giang Khả Khả đều không phải người mà Hạ Hân Hân có thể so sánh được. Lạc Tú không thể tìm thấy một người tốt hơn. Lạc Tú sẽ hối hận. Hiện tại người hối hận nhất không phải Lạc Tú, mà là Hạ Hân Hân. Hạ Hân Hân xấu hổ, còn sắc mặt của Hạ Thu Diễm và Trần Hoa Hoa thì khó coi như ăn phải ruồi bọ vậy. Ngày hôm qua bọn họ cũng từng giáp mặt châm chích Lạc Tú, hôm nay lại châm chọc sau lưng Lạc Tú nhưng sự thật chẳng khác nào một cái tát vào mặt những con người này trong phút chốc hạ hân hân lại đột nhiên nhớ tới câu nói mà hạ nguyên vũ nói với cô ta đừng xem thường lạc tú nếu không con sẽ hối hận nhà họ hạ so với nhà họ giang thì có là cái thá gì hạ hân hân cô ta so với giang khả khả thì lại là cái thá gì nghĩ đến lời chế diễu hôm qua đối với lạc tú hạ hân hân cúi đầu xấu hổ trong lòng rất hối hận hạ thu diễm và trần hoa hoa cũng vậy bọn họ làm gì có tư cách mà coi thường Lạc Tú. Mọi chuyện đã thành như thế này, Lạc Tú sau này nhất định sẽ kết hôn với Giang Khả Khả. Đến lúc đó, thân phận cô gia của nhà họ Giang người ta cũng đủ khiến mấy người bọn họ không dám ngẩng đầu lên nhìn rồi. Và sự xuất hiện của Giang Khả Khả còn mang theo Lạc Tú. Đương nhiên khiến cho tất cả mọi người đứng phát dậy nhìn hai người này trong nháy mắt. Đặc biệt là Dương Thiếu Thiên, ngồi trên xe lăn nhìn lạc tú với đầy vẻ căm hận, vẻ mặt vặn vẹo. Khả khả, cô còn mặt mũi mà đến à? Dương Kim Vũ trong bộ váy cưới nở nụ cười chế giễu. Giang khả khả, cô tới đây làm gì? Sở Vân Long cũng mở miệng nói. Mà Sở Vân Hào đang đứng ở một bên cũng hơi sững sờ. Sao lại là lạc tú? Đặc biệt là Sở Vân Hào, anh ta đột nhiên cảm thấy, sao cứ có cảm giác như lạc tú tới là để gây rối. Tôi tới đây làm gì hả? À? Giang khả khả cũng không phải là người ăn chay, nhếch mép cười khẩy. Đương nhiên tôi tới đây để chúc phúc cho đôi nam nữ chó má các người. Tôi tin rằng tất cả mọi người đều rất tò mò, người đàn ông hẹn hò với tôi vào tối hôm qua là ai. Vậy hãy để tôi giới thiệu một chút, đây là người đàn ông của tôi, bạn trai tôi, Lạc Tú. Giang khả khả chỉ vào Lạc Tú và nói. Ngay sau khi những lời này vừa được thốt ra, nhất thời dẫn tới một chàng huyên náo giang khả khả cô còn mặt mũi nào mà nói những lời như vậy sở vân long giả bộ căm phẫn tại sao tôi không nói được đúng không phải các người nói tôi đi hẹn hò với người đàn ông bí mật trước đêm kết hôn ư không sai tôi đã đi đấy sở vân long anh là cái thá gì dựa vào đâu mà giang khả khả tôi phải kết hôn với một tên khốn vô dụng như anh anh có điểm nào có thể so với lạc tú nhà chúng tôi còn cả cô nữa dương kim vũ hiện tại đối tượng kết hôn của cô chỉ là một chiếc giày hỏng bị giang khả khả tôi vứt bỏ mà thôi. Có phải cô cảm thấy rất vui mừng, cảm thấy bản thân mình rất may mắn hay không? Không sao, là bạn thân của nhau, thứ đồ bỏ đi mà tôi không cần nữa, cô có thể cầm hết. Những phát thiết liên tục của Giang Khả Khả khiến mọi chuyện lập tức thay đổi hương vị. Vốn dĩ mọi chuyện chính là Giang Khả Khả cùng nhà họ Giang gánh tiếng xấu trên lưng, nhưng bây giờ Giang Khả Khả tương kế tự kế, trực tiếp sửa miệng thành là cô không xem trọng sở Vân Long, vứt bỏ sở Vân Long. Nếu là vậy, không chỉ có thể rửa sạch tai tiếng của nhà họ Giang, mà còn có thể khiến người ta cười nhạo, sở Vân Long anh ta đã bị Giang khả khả vứt bỏ. Mấy câu này vừa ra khỏi miệng, tức thì người quản lý của nhà họ sở chuẩn bị đứng lên nói chuyện. Nhưng mà người bên nhà họ Giang cũng đến đây rồi, một mảnh đông nghìn nghịt. Trường 185, so sánh. Trên thực tế, giang khả khả mặc dù hùng hổ với lại cũng có kế hoạch rất tốt nhưng trong lòng vẫn có chút sợ hãi đó là lạc tú có thể thực sự kém xa so với sở vân long nếu mình tìm được một người đàn ông ưu tú hơn sở vân long thì hôm nay không chỉ có thể trả thù mà còn có thể làm nhục sở vân long nhưng nếu lạc tú tệ hơn sở vân long thì người bị nhục nhã hôm nay chỉ có thể là chính bản thân mình giang khả khả tôi không thể không bội phục cô ngoại tình trước hôn nhân vậy mà còn chắc miệng dẫn theo đối tượng ngoại tình đến chào phúng tôi sở vân long cười mỉa tất cả mọi người cũng không phải là kẻ ngốc thủ đoạn nhỏ này của giang khả khả những người khác có ai không nhìn ra được nếu như cô thật sự tìm được người tốt hơn tôi thì hôm nay tôi thật sự sẽ bị cô làm cho bẽ mặt rồi nhưng cô nhìn xem người bên cạnh cô là cái gì đây cũng xứng so sánh với tôi à sở vân long cười nói anh ta là cậu hai của nhà họ sở thân phận địa vị nhất định không cần phải bàn cãi. Trong toàn bộ những người trẻ tuổi ở Hải Đông mà nói, ngoài anh trai anh ta sở vân hào ra, thực sự có rất ít người trẻ tuổi ưu tú hơn mình. Mấy người hạ hân hân vốn dĩ mang theo chút hối hận, nhưng sau khi nghe lời này, tức khắc lại lắc đầu, chút hối hận trong lòng đã bị xóa sạch. Quả thật, người khác có thể không biết, nhưng bọn họ biết rất rõ, Lạc Tú chỉ là một người trẻ tuổi đến từ huyện Vĩnh Tế mà thôi. Mặc dù có trong tay một ít tiền nhưng làm sao có thể so sánh với cậu ấm nhà hào phú. Nói đi nói lại, cho dù Lạc Tú có trở thành cô gia của nhà họ Giang hay không, bản thân Lạc Tú cũng không có tư cách gì có thể so sánh với cậu ấm của nhà hào phú. Các người không biết, vậy để tôi nói cho các người biết một chút đo. Lúc này Sở Vân Hào cũng đứng lên, dù sao đây là chuyện của cả nhà họ Sở và em trai ruột của mình. Lạc Tú bên cạnh cô là người đến từ một thị trấn nhỏ, đúng không? không cần hoài nghi, mấy ngày hôm trước tôi còn gặp anh ta ở Thông Châu mà. Giang khả khả, dựa vào đâu mà cô nói một người đi ra từ thị trấn nhỏ còn tốt hơn em trai tôi. Cô cho rằng cô đưa người đến đây là có thể làm nhục em trai tôi ư. Sở Vân Hào diễu cợt. Chuyện này chẳng qua chỉ khiến cho cô, khiến cho toàn bộ nhà họ Giang thêm hổ thẹn mà thôi. Đường đường là cô cả nhà họ Giang, vậy mà lại ăn nằm với một người bình thường đến từ thị trấn nhỏ bản thân chuyện này đã là một trò đùa là một sự nhục nhã đối với cô sở vân hào buông lời mắng nhiếc khả khả cậu nói anh vân long là chiếc giày hỏng mà cậu ném đi ư vậy còn vị bên cạnh cậu thì sao dương kim vũ bắt đầu diễn giày rơm à lời nói của dương kim vũ lập tức khiến nhiều người bật cười trên mặt mang theo vẻ khinh bỉ nhìn lạc tú và giang khả khả cậu nói xem đường đường thiên kim của nhà họ giang vậy mà lại tìm đến một thằng nhóc nghèo đến từ huyện lị đã thấy cô ta còn có mặt mũi mà khoe khoang nữa chứ đúng đó nếu thực sự tìm được một người xuất sắc hơn sở vân long thì chuyện này có thể thật sự xem như là có lý do nhưng mà tìm một người không có khả năng như vậy đây là tự mình tìm tới cửa chịu nhục nhã rồi mấy tiếng thảo luận trầm thấp lọt vào tai giang khả khả làm cho sắc mặt của giang khả khả nhất thời trở nên khó coi đó là con rể của tôi sao lại không có khả năng như thế hả chẳng lẽ nhà họ sở của cậu còn giàu hơn nhà họ giang của chúng tôi sao lúc này một người đàn ông trung niên đứng lên nói đây là ba của giang khả khả và là một trong những người cầm đầu tập đoàn giang thị của nhà họ giang dù lý do là gì dù con gái mình và người đàn ông đó đã xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì lúc này ông ta chỉ có thể dốc hết sức lực để ủng hộ con gái của mình nếu không toàn bộ nhà họ giang sẽ trở thành trò cười nhìn thấy ba của giang khả khả đứng lên người cầm đầu nhà họ sở cũng đứng lên nói ha ha so về giàu có với nhà đứng đầu hải đông tất nhiên chúng tôi không dám nhưng đây là chuyện của thế hệ trẻ nếu thật sự muốn so sánh vậy phải để cho bọn trẻ tự so sánh thôi dù sao vân long nhà chúng tôi cho dù không dựa vào nhà họ sở thì cũng không phải kẻ mà con chó con mèo nào cũng có thể so sánh với nó không phải cảm thấy vân long không xuất sắc sao không phải cảm thấy thằng nhóc này ưu tú hơn sao Tốt rồi, so sánh thử xem. Giờ phút này, hai gia đình không chỉ tranh vì thể diện, mà còn là cả thanh danh nữa. Lạc Tú thắng, vậy đó là Giang Khả Khả chứng mắt nên bỏ rơi Sở Vân Long. Giang Khả Khả và nhà họ Giang ngược lại có thể rửa sạch tai tiếng Giang Khả Khả bị bắt gian trên giường vào đêm trước hôn lễ. Nhưng nếu Lạc Tú thua, thì không chỉ chứng thực chuyện này, mà nghiêm trọng hơn, Giang Khả Khả sẽ mang tiếng ác là dâm phụ. Dù sao cũng là Giang Khả Khả tùy ý hẹn hò với một người bình thường. Bây giờ mọi người đều có thể thấy rằng điểm mấu chốt nhất nằm trên người Lạc Tú. Nhưng Lạc Tú có thể chiến thắng sao? Sở Vân Long là cậu hai của nhà họ Sở. Bỏ những thứ này sang một bên, bản thân Sở Vân Long cũng cực kỳ giỏi giang. Luyện võ từ năm 13 tuổi, được đặc cách vào quân đội năm 15 tuổi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Sở Vân Long cũng sẽ như Sở Vân Hào cuối cùng sẽ bước chân vào học viện quân sự Kinh Nam. Học viện quân sự Kinh Nam được biết đến là căn cứ huấn luyện sĩ quan. Những người bước ra từ đó không thể nào chỉ là những cựu chiến binh bình thường nhất. Tương lai đã có thể đoán trước được rồi. Cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể sánh bằng. Còn Lạc Tú thì sao? Lai lịch không rõ, cho dù có một chút năng lực, nhưng đám người trẻ tuổi xuất sắc nhất Hải Đông đều ở Hải Đông, mọi người đều sẽ biết đến. Từ trước đến giờ chưa bao giờ nghe thấy từ Lạc Tú trong những người trẻ xuất sắc của Hải Đông. Rất nhiều người nhìn Lạc Tú với ánh mắt đầy sự khinh thường. Làm sao Lạc Tú có thể so sánh với Sở Vân Long? Ngay cả bản thân Giang Khả Khả cũng không có tự tin. Tất cả những nhân vật lớn ở Hải Đông đều có mặt, cho tới giờ họ chưa từng nghe nói đến nhà họ Lạc, cũng chưa từng nghe thấy hai chữ Lạc Tú. Nhưng ba chữ Sở Vân Long lại như sấm bên tai. Giang Khả Khả siết chặt tay Lạc Tú, sau đó nhỏ giọng nói xin lỗi với Lạc Tú. Bởi vì theo Giang Khả Khả thấy, Lạc Tú tuyệt đối không thể nào so sánh với Sở Vân Long. Mà ngày hôm nay đưa Lạc Tú đến đây quả thực đã khiến cho người thanh niên bình thường này phải chịu nhục nhã ê chề rồi. Lúc này, tôi cần phải nhắc một câu, năm chỉ tiêu đặc tuyển của học viện quân sự Kinh Nam đã bị em trai tôi lấy được rồi. Tôi nghĩ mọi người đều biết chỉ tiêu đặc tuyển này có ý nghĩa gì, đúng không? Câu này vừa được thốt ra, nhất thời rất nhiều người có mặt trong toàn bộ đám cưới đều thốt lên kinh ngạc. Chỉ tiêu đặc tuyển của Học viện Quân sự Kinh Nam có nghĩa là một khi Sở Vân Long vào Học viện Quân sự Kinh Nam, tương lai ít nhất cũng ở cấp bậc trung úy. Điều này hiển nhiên đã minh chứng cho tương lai của Sở Vân Long ở một mức độ nhất định. Rất nhiều người đã nhìn Sở Vân Long với những biểu cảm hoàn toàn khác. Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 186, Thượng tá, làm sao vậy? Giang khả khả, giới thiệu người bạn trai này của cô một chút đi, rốt cuộc là thần thánh phương nào thế? Sở Vân Long chế nhạo, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Mà Dương Kim Vũ cũng buông lời châm chọc. Khả khả, tôi muốn làm quen một chút với người bạn trai này của cô đấy. Rất nhiều người đều nhìn Giang khả khả với vẻ chế diễu. Giang khả khả đột nhiên cảm thấy khó xử khi cưới hổ khó xuống hạ hân hân lắc đầu thở dài một tiếng lạc tú bây giờ anh đã biết rõ rồi chứ không cần biết anh đã dùng thủ đoạn gì trèo lên nhà hào phú nhưng người ta vẫn phải nhìn vào chính nội tình của anh nếu anh không là gì cả vậy anh vẫn sẽ bị coi thường ngoài ra nhắc thêm nữa nam phong một trong tứ thiên vương của thế giới ngầm hải đông là anh em kết nghĩa của tôi còn cao thủ đứng đầu ở hải đông là sư phụ của tôi sở vân long ngạo nghễ mở miệng nói anh ta giống với anh trai của anh ta giống với sở vân hào đều là đồ đệ của từ ngạo không ít người lại biểu hiện ra vẻ kỳ quái tỉnh hà đông có hình thái phức tạp nhưng đám người trong thế giới ngầm kia cũng có một thế lực không thể coi thường trên hai giới hắc bạch này sở vân long này đều có giao thoa điều này đã chứng minh sự bất phàm của sở vân long hai anh em nhà họ sở đều là rồng giữa loài người rất nhiều người không khỏi thốt lên tiếng thở dài cảm thán Nói xong, Sở Vân Long còn gọi điện thoại cho Đường Như Phong, nhờ Đường Như Phong đến đây một chuyến. Sao, không phải muốn so sánh sao? Sở Vân Long lại móc nghĩa. Trên mặt Giang Khả Khả đã hoàn toàn lộ ra vẻ tuyệt vọng, như thế này thì còn so sánh thế quái nào nữa? Thế này hoàn toàn không còn cách nào so sánh hết. Giang Khả Khả nhìn thoáng qua Lạc Tú, sau đó cúi đầu xuống đầy thất vọng. Kỳ thật, từ đầu đến cuối Lạc Tú đều không nói chuyện, mà lại yên lặng theo dõi vở kịch nào tên họ lạc kia anh nói cho mọi người biết đi anh là cái thá gì anh có lai like lịch gì nhưng vào đúng lúc này một giọng nói đột nhiên từ xa truyền đến hừ kiêu căng thế nhỉ sở vân long cậu là cái thá gì mà dám nói chuyện như vậy trước mặt tổng giáo quan lạc câu này vừa thốt ra tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía xa chỉ thấy một người bước xuống khỏi một chiếc xe audi chiếc xe không đẹp nhưng biển số xe đã cho biết danh tính của người đến nhân vật đứng đầu của Hải Đông, Vương Vệ Quốc. Chuyện đề cử, thiếu gia bị bỏ rơi. Vương Vệ Quốc đang ở độ tuổi 40, toàn thân toát ra vẻ quyền lực và uy nghiêm. Vương Vệ Quốc từ xa đi tới, không nhìn bất cứ ai, trực tiếp đi tới trước mặt Lạc Tú, duỗi tay bắt tay với Lạc Tú. Tổng giáo quan Lạc, tôi đã sớm muốn đến thăm nhà rồi, chỉ là mãi mà không rút ra được thời gian rảnh. Không ngờ lại gặp được Tổng giáo quan Lạc ở đây không ngờ cậu lại trẻ tuổi và đầy triển vọng như tướng tô vậy. Tư thái và thái độ này ngay lập tức khiến tất cả những người có mặt tại đây choáng váng. Vì rất hiếm có người có thể khiến cho người đứng đầu Hải Đông nhiệt tình và có thái độ tôn kính như vậy. Phải biết rằng, những người đứng đầu của bốn gia tộc lớn e là cũng không có đãi ngộ này. Tình huống của nhà họ Vương có chút đặc biệt. Mặc dù Vương vệ quốc sinh ra trong nhà họ Vương, nhưng để tránh bị nghi ngờ, trên thực tế ông ta rất ít tiếp xúc với nhà họ Vương. Vì vậy, nhà họ Vương là nhà họ Vương, mà Vương Vệ Quốc là Vương Vệ Quốc. Giờ phút này, bốn nhà hào phú của Hải Đông tề tựu, nhìn thấy nhân vật đứng đầu Hải Đông nhiệt tình với một người trẻ tuổi như vậy thì tức khắc hoàn toàn sướng sờ. Anh, Sở Vân Long sướng sờ. Anh, Giang Khả Khả sướng sờ. Lạc Tú Anh ta, đám người hạ hân hân hoàn toàn ngây dại. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều trợn tròn mắt nếu tất cả mọi người đều ở đây vậy tôi lắm miệng một câu tổng giáo quan của học viện quân sự kinh nam lạc tú vương vệ quốc mỉm cười sau đó nhìn về phía lạc tú ngay khi những lời này vừa thốt ra hạ hân hân há to miệng sau đó che miệng với vẻ mặt khó tin giang khả khả cũng đột ngột quay đầu lại ngạc nhiên nhìn lạc tú sở vân long sở vân hào và những người khác cũng nhìn lạc tú với vẻ mặt kinh ngạc thân phận của tôi nói lời này vốn không thích hợp cho lắm nhưng mọi người muốn đánh đồng với tổng giáo quan lạc, thậm chí coi thường tổng giáo quan lạc. Hư, không khỏi quá coi trọng bản thân rồi, cũng không khỏi thật không biết trời cao đất dày. Vương vệ quốc cười khẩy một tiếng, khinh thường nhìn mọi người. Đi ngang qua đây nhìn thấy tổng giáo quan lạc ở đây nên mới xuống xe mạo muội chào hỏi tổng giáo quan lạc. Nhân tiện mời tổng giáo quan lạc, tối nay dùng một bữa cùng tôi được không? Thái độ của vương vệ quốc lúc này đây hơi giống như cầu xin lạc tú rồi tối nay gọi sau lạc tú gật đầu được vậy tôi sẽ không tham gia nữa thân phận của tôi có chút không thích hợp vương vệ quốc lại rời đi dường như thực sự chỉ đi ngang qua sau đó xuống xe chào hỏi lạc tú vậy nhưng mọi người đều ngơ ngác nhìn lạc tú tổng giáo quan của học viện quân sự kinh nam không ai dám nghi ngờ vì đó là điều mà vương vệ quốc nhân vật đứng đầu hải đông chính miệng nói trước mặt mọi người nhưng mà điều này sao có thể như thế được lạc tú lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại lạc tú vừa gọi điện thoại xong điện thoại của sở vân long liền vang lên chờ sở vân long nghe điện thoại xong sở vân long ngẩn người đứng đó điện thoại trực tiếp rơi khỏi tay mình cũng không nhận thấy sao vậy sở vân hào cau mày hỏi chỉ tiêu đặc tuyển của em đã bị rút lại rồi sở vân long cười khổ nói không chỉ vậy học viện quân sự kinh nam sau này sẽ không bao giờ nhận anh lạc tú mỉm cười hiện trường nhất thời trở nên huyên náo vậy mà lại là thật lạc tú vậy mà lại là tổng giáo quan của học viện quân sự kinh nam hạ hân hân nhìn lạc tú đăm đăm nước mắt bỗng chốc rơi xuống cô ta bấu chặt lấy quần áo của mình một cảm giác hối hận mạnh mẽ xông đến trong tâm trí mới hôm qua tổng giáo quan của học viện quân sự kinh nam vẫn còn là chồng chưa cưới của cô ta nhưng bây giờ đang nắm tay người khác rồi hạ thu diếm cũng hối hận ngay tức thì này này cô ta luôn xem thường lạc tú cho rằng lạc tú không thể so sánh với cậu ấm của những nhà hào phú này không bì được với bất kỳ ai nhưng sự thật thì sao lạc tú phát tay là cả tỷ có cậu ấm nhà hào phú nào có thể làm được và quan trọng hơn nữa là lạc tú vậy mà lại là tổng giáo quan của học viện quân sự kinh nam cậu ấm nhà hào phú nào có thể so sánh cho được Chương 188, bữa tiệc sang trọng. Nếu như phải nói đến người đứng đầu Hải Đông, người khống chế Hải Đông, thế thì chắc chắn phải nói đến vị Trương đại sư bí ẩn kia. Ở Hải Đông, Trương đại sư muốn ai sống thì người đó sống, muốn ai chết thì người đó phải chết. Nếu như Trương đại sư ủng hộ nhà họ Sở và nhà họ Dương, vậy thì chuyện này khó giải quyết rồi đây. Hừ, Trương đại sư." Lạc Tú bỗng cười khẩy hừ một tiếng. "Tôi vẫn phải nói câu cũ." Trương đại sư trong lời của mấy người thì tính là cái thá gì chứ? Anh dám vỗ nhục Trương đại sư?" Sắc mặt người đứng đầu nhà họ Sở âm u, hỏi lại. "Tôi vẫn nói câu cũ, kể cả ông ta có đứng trước mặt tôi, tôi nói câu này thì ông ta cũng không dám có nửa cái ý kiến." Lạc Tú khinh thường nói. "Hay lắm, thế thì chúng ta chờ xem. Không dễ dàng kết thúc như vậy đâu." Lạc Tú cũng lạnh lùng cười nói có lẽ những người khác nghe đều cảm thấy câu này lạc tú đang nói về tranh đấu giữa mấy nhà hào môn này nhưng thật ra lạc tú đang chỉ sở vân hào đúng vậy không để mày chết đơn giản dễ dàng như vậy được lạc tú sẽ tự tay lật đổ cả cái nhà họ sở để sở vân hào cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng chưa từng có sau đó để sở vân hào chịu đựng mọi tra tấn giống như là trần hữu vậy để trần hữu mất đi hết tất cả rồi mới cho anh ta được chết lạc tú dắt theo giang khả khả rời đi Hạ Hân Hân nhìn theo Lạc Tú đầy tiếc nuối, bởi chắc chắn Lạc Tú có nhìn thấy cô ta ở đây. Nhưng Lạc Tú từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn cô ta lấy một cái. Cô ta đã sai thật rồi ư? Trong đầu Hạ Hân Hân rối loạn. Thôi bỏ đi, Hân Hân, anh ta quá ngông cuồng tự đại rồi. Những lời hôm nay mọi người ở đây nghe được đã trở thành tai họa cho tương lai của anh ta rồi. Hạ Thu Diễm an ủi cô ta. Hạ Hân Hân nghĩ thấy cũng đúng đắc tội với trương đại sư coi như là đã cách cái chết không xa rồi hôm nay lạc tú ở trước mặt mọi người sỉ nhục trương đại sư như vậy trong lòng hạ hân hân vẫn cảm thấy trống rỗng giống, giống như là mất đi thứ gì đó cảm giác hối hận vẫn không ngừng lan tràn trong lòng nếu như anh không ngông cuồng như vậy thì quả thật anh là một người quá sức ưu tú có cậu chủ nào nhà giàu ở hải đông này có thể so sánh với anh chứ hạ hân hân lắc đầu cố gắng đè cảm giác hối hận xuống dù sao Trương Đại Sư cũng tồn tại như một vị thần trong lòng mọi người. Đám cưới này phá tanh bành đến mức ai cũng không vui, nhưng chẳng liên quan gì đến Lạc Tú với Giang Khả Khả cả. Sau khi đi ra khỏi thiên nhã các, Giang Khả Khả bóng cúi đầu, sau đó dùng giọng điệu nũng nịu mở lời. À thì là, Lạc Tú, vừa rồi hai chúng ta tay cũng nắm rồi, hơn nữa hiểu lầm này cũng khó giải thích. Tôi cũng đã đứng trước mặt mọi người nói anh là bạn trai tôi rồi, anh không được chơi xấu đấy nói xong câu này mặt giang khả khả liền đỏ bừng nếu như là trước kia cô ta sẽ không nói những lời này với lạc tú càng không chủ động như thế này dù sao cô ta cũng là tiểu thư nhà giàu mà nhưng bây giờ cô ta cảm thấy ở trước mặt lạc tú mình không nên có suy nghĩ này bởi vì anh không chỉ có tư cách để coi thường một tiểu thư nhà giàu như cô ta mà ở bên cạnh còn chưa bao giờ thiếu bạn gái vừa rồi cô ta cũng đã nghe được chuyện lạc tú cũng đã từng là vị hôn phu của hạ hân hân hơn nữa câu tiểu tam vừa rồi của vương giai giai giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho cô ta biết đó chắc chắn không phải là nói chơi nhưng may mà chuyện này là việc lớn cả đời người đàn ông ưu tú như thế này thì tranh giành nhau cũng đã sao dù sao cô ta cũng đã từng đi du học nước ngoài tư tưởng cũng không quá truyền thống nữa nhưng lạc tú lại bật cười không mở lời nói chuyện bất kể có thế nào tôi cũng phải nói với anh tôi với sở vân long không có gì cả thậm chí còn chưa cả nắm tay giang khả khả sợ lạc tú hiểu lầm gì đó nên vội vàng giải thích tôi còn có việc bận lạc tú gọi một chiếc taxi định rời đi chịu thua rồi vương dai dai từ đằng sau bước đến cười nói hừ dù sao tôi cũng có một cái thân phận giang khả khả kiêu ngạo đáp lại cái thân phận giả thôi ai để ý chứ vương dai dai cười nói tôi sẽ biến nó thành thật. Giang khả khả nhìn theo chiếc xe lạc tú rời đi, nói như đang ra oai. Yo, vị hôn thê của người ta cũng ra rồi kìa. Vương dai dai chỉ hạ hân hân nói. Nhưng Giang khả khả lại chủ động đi đến thị uy trước. Xin lỗi nha, nhưng mà dù sao cô là phụ nữ, chắc cô cũng hiểu, tôi sẽ không từ bỏ đâu. Giang khả khả phóng khoáng đi đến phía hạ hân hân nói. Chuyện này khiến tâm trạng hạ hân hân càng khó chịu hơn còn lạc tú đang đi về phía quán ba dạ hỏa giang đồng nhiên trên đường từ khách sạn trở về càng nghĩ lại càng tức ai mà ngờ được lại có người phá chuyện của mình như thế lúc trở về đến quán ba dạ hỏa nữ nhân viên trực ban ngày liền đứng dậy chào hỏi trên mặt còn bừng bừng lửa hóng hớt dreamer yo bà chủ mặt mũi hồng nhuận thế kia chắc là tối qua được chăm sóc tốt lắm ha chị nhiên nhiên kể bọn em nghe tình hình chiến đấu đêm qua với với cả ông chủ đâu rồi ạ à? cái mộng ý đừng nói đến nữa ông chủ bị người ta nẫng mất rồi giang đồng nhiên nghĩ đến lại tức ba chủ chị nói đùa đấy ạ à? chuyện như vậy mà còn có người đến phá đám chị nhiên nhiên người ta thì con việt chín bay đi mất chị thì hay rồi con việt chín rồi bị người khác ăn mất một tốp nhân viên cùng ào ào hai giang đồng nhiên lại thở dài cô cũng bất đắc dĩ lắm mà ai mà ngờ lại xảy ra chuyện như thế được Cô ta biết đi đâu nói lý. Đến khi Lạc Tú trở về, Giang Đồng Nhiên đã sầm mặt làm ổ trên sofa đọc báo. Giang Đồng Nhiên hỏi vài câu, Lạc Tú kể lại câu chuyện một cách ngắn gọn. "Hừ, cái loại cặn bã này phải lôi đi cho ăn phát đạn." Giang Đồng Nhiên tức giận nói, đương nhiên là đang nói Sở Vân Long. "Tối nay vẫn đi uống à?" Giang Đồng Nhiên bỏ tờ báo xuống. "Tối nay có hẹn rồi." Lạc Tú phất tay cười nói. Vừa nói dứt lời, điện thoại đã reo lên. Không lâu sau, tài xế của người bên kia đã lái xe đến. Vương Vệ Quốc cực kỳ ít khi ra mặt, nhưng biển số xe đứng đầu Hải Đông này ai cũng biết. Buổi tối cẩn thận chút, dạo gần đây không yên ổn lắm. Giang Đồng Nhiên chỉ vào tờ báo. Lạc Tú cười rồi lên xe. Một đám người túm tụm ở cửa tò mò bàn luận. Các cô cảm thấy ông chủ của chúng ta có lai lịch thế nào? Đúng đấy, xe sang đến tận cửa đón luôn chị nhiên nhiên, chị tiết lộ chút cho bọn em đi. Mấy người hiếu kỳ hỏi. Cô hỏi tôi tôi biết hỏi ai. Giang đồng nhiên cũng muốn biết lắm, nhưng căn bản cô cũng không biết. chương 189, làm màu. Lạc Tú, giọng nói vang lên từ phía sau. Lạc Tú quay lại, hơi nghi hoặc. Lạc Tú huyện Vĩnh Tế, người kia một lần nữa xác nhận. Lạc Tú gật đầu, cố nhớ xem người kia rốt cuộc là ai. Nhìn hơi quen quen, nhưng cũng không phải quen lắm. Đó là một người đàn ông khá anh Tuấn, cao hơn 1m8, ăn mặc rất gọn gàng, ở bên cạnh còn có một người phụ nữ khoảng 40 tuổi. Mới mấy năm không gặp mà đã quên rồi hả? Tôi, Lý Triều đây, Lý Triều nhắc một câu. Lạc Tú lúc này mới bừng tỉnh, đây là bạn học từ hồi cấp 3 của mình. Nhưng thời cấp 3 Lạc Tú học ở gần Tương Tây, nên bạn bè hầu hết đều ở bên Tương Tây, sao Lý Triều lại ở Hải Đông được? Hơn nữa vì lúc học cấp 3 Lạc Tú cũng khá lười ra ngoài, thành thích học tập cũng không tốt lắm nên trong lớp cũng không có bạn bè gì, quan hệ bạn bè vẫn luôn tầm tầm như vậy. Sau khi tốt nghiệp, lên đại học, anh gần như không còn liên lạc gì với bạn bè cấp 3. Đây là, Lạc Tú vốn định hỏi đây là bác gái à? Nhưng Lạc Tú lại do dự một chút. Đây là bạn gái tôi, Lý Triều cũng không ngờ lại gặp phải Lạc Tú. Lạc Tú hơi bất ngờ, còn người phụ nữ kia cũng trợn mắt nhìn Lạc Tú một cái. "Cậu đến đây làm gì?" Lý Triều hỏi. "Tôi đến dùng bữa." Lạc Tú khẽ gật đầu. "Dùng bữa?" Lý Triều hơi bất ngờ, nhìn lại Lạc Tú một lượt, mặc dù ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng lại bất giác cười khẩy. Người có thể đến đây dùng bữa đều là quan chức quyền quý, trường đại học năm đó Lạc Tú theo tốt nghiệp ra cũng không làm quyền chức to tát gì được, thậm chí còn không thi nổi công chức đối diện với ánh mắt mang theo chút khinh thường của lý triều lạc tú đương nhiên nhìn ra nhưng anh cũng chẳng buồn tính toán nhiều dù sao cũng không phải người cùng đẳng cấp cậu thì sao lạc tú thuận miệng hỏi lại tôi cũng đến ăn cơm lý triều cười đáp thật ra anh ta không phải đến để ăn cơm mà là đi làm anh ta là phục vụ trong nhà hàng này nhưng dựa vào vẻ ngoài đẹp trai nên đã câu được một quý bà ở đây coi như được bao nuôi đi nhưng công việc ở đây anh ta cũng không vứt bỏ bởi vì ở đây có thể kết giao quen biết với nhiều quan chức quyền quý sao anh ta nỡ bỏ đi chứ cậu đến ăn cơm thật à lý triều hỏi lại lần nữa bởi anh ta không tin lạc tú có thể đến đây ăn cơm người như thế nào mới có tư cách đến đây ăn cơm anh ta lại không biết chắc nếu lạc tú có tư cách đến đây ăn cơm thì anh ta đã sớm bắt gặp rồi ừ thật lạc tú hơi ngạc nhiên à lý triều cũng không hỏi thêm nữa nhưng ánh mắt nhìn lạc tú lại càng thêm khinh miệt đang yên đang lành cậu đứng trước mặt tôi làm màu làm cái gì lát nữa chờ bị người ta đuổi đi xem có bẽ mặt không dạo này cậu sao rồi lý triều đổi chủ đề vẫn ổn lạc tú gặp nhẹ đầu lớp trưởng vẫn tìm cách liên lạc với cậu suốt cô ta sắp kết hôn nên đang đi phát thiệp mừng đó lý triều cười để tôi kết bạn với cậu lý triều chủ động nói Lạc Tú suy nghĩ rồi cũng đồng ý, cũng không nghĩ gì nhiều. Cũng không thể thấy bây giờ mình khá hơn rồi nên coi thường bạn cũng được. Sau khi kết bạn WeChat, Lý Triều thêm Lạc Tú vào nhóm, xấu hổ một nỗi là chẳng ai nói năng gì, cũng chẳng có lấy một câu chào mừng. Lạc Tú cũng chẳng để ý, dù sao cũng rất lâu chẳng qua lại gì rồi, hơn nữa bây giờ anh còn đang có việc phải làm. Có gì nói sau nhé, tôi vào trước, Lạc Tú nói. Được sau này ở hải đông có gì cần giúp có thể đến tìm tôi tôi sống ở hải đông cũng coi như khá lý triều nói vậy nhưng cũng chỉ là nói miệng thôi nếu có chuyện gì thật chắc chắn lý triều sẽ không giúp đỡ hơn nữa mặc dù lời nói rất nhiệt tình nhưng thái độ của anh ta với lạc tú lại cực kỳ lạnh nhạt sau khi lạc tú đi người phụ nữ ở bên cạnh cũng lên tiếng anh ta đến ăn cơm à lý triều chỉ cười nhạt một tiếng lắc đầu em nhìn bộ dạng của cậu ta có giống người có thể đến đây ăn cơm không? Ngày trước còn học cấp 3 là một trạch nam, thành tích học tập cũng không ra sao, đỗ một trường đại học hạng 3, còn chỗ này là nơi nào? Cậu ta cũng đến được ư, Lý Triều lại lắc đầu. Thế mà còn vào, làm màu ấy mà, dù sao cũng gặp phải bạn cũ, vì tí thể diện nên làm màu thôi. Đợi lát nữa bị người ta đuổi ra thì đẹp mặt, Lý Triều khinh thường nói kiểu bạn bè ganh đua so sánh này chắc cũng chẳng xa lạ gì vì vậy nên anh ta mới càng coi thường lạc tú nếu những gì lạc tú nói với anh ta là thật thì có khi anh ta còn tán gẫu thêm vài câu với lạc tú nhưng đằng này lạc tú cứ phải làm màu bằng được vậy anh ta cũng chẳng buồn để ý đến nữa đang yên đang lành cứ phải làm màu trước mặt mình làm gì hừ để tôi xem lát cậu lộ tẩy rồi làm thế nào ngứa mắt nhất là kiểu người đã không có thực lực còn thích làm màu như này người phụ nữ cũng khinh thường đúng rồi đó lý triều cười nói rồi cũng đi vào đến phòng riêng lạc tú đẩy cửa vào vương vệ quốc lập tức đứng dậy lạc ra mời ngồi mời ngồi vương vệ quốc cười nói ngại quá thân phận hơi nhạy cảm nên không thể ra đón cậu vương vệ quốc xin lỗi với thân phận của ông ta nếu tiếp xúc gần quá với lạc tú sẽ khó tránh khỏi bị người có ý đồ làm phiền. Nhưng ông ta lại không thể không mời lạc tú bữa này, bởi ông ta có việc cần nhờ lạc tú. Lạc tú ngồi xuống, vương vệ quốc liền bấm nút gọi phục vụ đến. Uống trà trước đã, vương vệ quốc đứng dậy rót cho lạc tú một ly trà. Ở bên Lý Triều, quản trị viên nhóm chat của bạn học cấp 3 gửi tin nhắn riêng cho anh ta. Người cậu thêm vào nhóm là bạn học của chúng ta à? Đúng rồi, Lạc Tú, cậu quên rồi à? Thêm cậu ta vào làm gì? Không phải lớp trưởng sắp kết hôn à? Cần mừng một khoản, các cậu cứ bảo cậu ta đóng thêm vào, sau này tìm cơ hội nào đó đá cậu ta ra là xong. Lý Triều vừa gửi tin nhắn vừa cười. Kể cho cậu nghe, thằng này vừa rồi còn làm màu trước mặt tôi, lại còn bảo đến nhà hàng chỗ tôi ăn cơm đấy. Chắc cậu cũng biết nhà hàng chỗ tôi thường là nơi người như thế nào qua lại nhỉ? Lý Triều gửi tin nhắn tiếp hồi xưa có vẻ cũng thật thà mà nhỉ, sao bây giờ lại thế chứ? chương 190, âm mưu. Lý Triều đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cơ hội được gặp mặt người cấp cao đấy, chắc chắn anh ta phải tranh thủ. Biết đâu lại có tiếng nói chung, thế thì đời này có thể làm dạng danh tổ tông rồi. Chỉ có điều đến khi Lý Triều gõ cửa xong đi vào phòng liền ngạc nhiên trợn tròn mắt. Lạc tú, Lý Triều lập tức thấy ngượng. Bây giờ anh ta đang mặc quần áo của nhân viên phục vụ, hai người quen nhau à? Vương về quốc thuận miệng hỏi một câu. Cậu ta là bạn hồi cấp 3 của tôi. À đúng rồi, không phải cậu bảo đến ăn cơm à? Không phải anh ta cũng bảo đến ăn cơm hả? À? Xấu hổ muốn độn thổ luôn. Chả lẽ bây giờ anh ta bảo, đúng, tôi đến ăn cơm. Nhưng bây giờ anh ta không những đang mặc quần áo phục vụ mà ở đây còn có cấp cao. Người ta vẫn thường đến đây ăn cơm, cũng biết anh ta làm gì anh ta cũng không thể nói láo trước mặt cấp cao được, đúng không? Mặt mũi Lý Triều lập tức đỏ bừng. Tôi mời Lạc Gia đến ăn cơm, chỗ các cậu có những món nào ngon, chuẩn bị cho tôi. Vương Vệ Quốc nói. Câu nói càng làm Lý Triều thấy kinh ngạc hơn. Cậu ta đến ăn cơm thật, hơn nữa còn là được cấp cao mời đến. Thời khắc này Lý Triều chỉ mong trên mặt đất có cái hố để anh ta chui xuống cho đỡ nhục. Lúc ghi đồ ăn, tay của Lý Triều vẫn luôn run rẩy nhìn thái độ của vương về quốc với lạc tú là biết chắc chắn lạc tú là khách quý của ông ta đến khi gọi món xong lý triều gần như chạy trốn khỏi gian phòng riêng còn trong phòng riêng nói đi tìm tôi có việc gì lạc tú cũng không tin ông lớn ở hải đông mời mình bữa cơm chỉ là để làm quen thôi đúng là không giấu được lạc gia vậy tôi cũng xin nói thẳng lần này tôi có chuyện muốn nhờ lạc gia giúp mà chuyện này e là chỉ có mình lạc gia mới giải quyết được vương về quốc cười khổ. Chuyện này rất khó giải quyết, hơn nữa còn ly kỳ khủng bố hơn cả vụ án cắt xác năm xưa nữa. Vụ án cắt xác, Lạc Tú cũng đã nhớ ra, Hải Đông từng có một vụ án giết người cắt xác chấn động toàn quốc, thủ đoạn của hung thủ cực kỳ tàn nhẫn, nghe mà ghê người, có thể nói là trước đây chưa từng có. Ảnh hưởng tiêu cực của vụ năm đó khá lớn, nghe nói nhiều người còn không dám ra ngoài vào ban đêm, nhất là nữ giới. Người bị hại là một cô sinh viên đại học còn chưa đến 20 tuổi. Nghe nói là lúc quét dọn buổi sáng, một nữ lao công nhặt được một cái túi sách, sau khi mở túi ra liền phát hiện bên trong toàn là thịt vụn. Lúc đó người này cũng không nghĩ gì nhiều, định mang túi thịt về nhà nấu ăn. Nhưng trong lúc rửa thịt lại đột nhiên nhìn thấy một đốt ngón tay. Lúc này mới biết đây là thịt người, lập tức sợ quá gọi ngay cho cảnh sát. Sau khi cảnh sát tiến hành điều tra liền liên tục phát hiện ra rất nhiều túi, bên trong toàn là thịt vụn. chuyện đáng sợ nhất là chỗ thịt đó toàn là thịt đã bị luộc chín rồi mới đem ra cắt thành miếng mỏng. ngoài ra qua lời của của vương về quốc lạc tú cũng đã biết được không phải có đến hàng nghìn miếng mà thực tế có đến gần hai nghìn miếng thịt. giết người xong nấu chín rồi chia xác chỉ nghĩ thôi mà đã lạnh người. chuyện kiểu như vậy thì ông tìm đội điều tra chứ tìm tôi làm gì? lạc tú cười hỏi. ôi vốn chuyện kiểu như vậy không cần tôi phải trực tiếp động tay vào nhưng sắp tới phải họp hơn nữa vụ việc lần này quá ly kỳ sức ảnh hưởng quá lớn vì vậy nên chỉ có thể nhờ đến lạc gia giúp đỡ vương vệ quốc cười khổ bản thân ông ta cũng là bị ép bất đắc dĩ nên mới phải tìm lạc tú đến giúp sắp phải họp với bên trên nếu hải đông lại xảy ra đại án thì bản thân ông ta cũng xui xẻo mà hiện tại không những chưa bắt được hung thủ mà ngược lại hung thủ còn ngày càng cuồng vọng hơn Ông nói đi, để tôi xem là chuyện gì đã." Lạc Tú cũng thấy rất tò mò. Vương Vệ Quốc đưa một tờ báo cho Lạc Tú, Lạc Tú xem qua, nhận ra đây là một vụ án mạng xảy ra ở bên Tây thành của Hải Đông. Người chết là một cô gái trẻ tuổi, nhưng chỗ ly kỳ là không tìm thấy thi thể của người chết, chỉ tìm được một tấm da người ở hiện trường. Sau đó Vương Vệ Quốc lại đưa cho Lạc Tú một phần tài liệu. Lạc Tú mở tài liệu ra xem, là thông tin chi tiết về nạn nhân và báo cáo hiện trường. Người chết là một công nhân bình thường của xưởng may, mới 20 tuổi, theo lời của bạn cùng ký túc xá nạn nhân, lúc đó cô gái này tỉnh dậy đi vệ sinh đêm. Nhà vệ sinh ở ký túc xá công xưởng đều là dùng chung, ở cuối cùng của hành lang ký túc. Lúc cô gái này đi vệ sinh còn kéo một cô gái khác trong ký túc xá đi cùng, nhưng người kia đang ngủ say nên không dậy đi. Còn cô gái này cũng một đi không thấy trở về. Qua kiểm tra camera có thể thấy, trước khi cô gái vào nhà vệ sinh Bên trong nhà vệ sinh không có người. Sau khi cô gái vào nhà vệ sinh cũng không có bất kỳ ai đi vào. Mãi đến sáng sớm, có người đến đi vệ sinh mới phát hiện ra, bị dọa cho chạy ra ngoài rồi mới báo cảnh sát. Ở khoảng thời gian ở giữa, không có bất cứ ai ra vào nhà vệ sinh, camera cũng không quay lại được dấu vết của hung thủ hay bất kỳ người tình nghi nào. Trọng điểm là hiện trường không thấy thi thể, chỉ còn lại một tấm da người tấm da không những nguyên vẹn hoàn hảo mà thậm chí cả lông mày và lông mi cũng vẫn còn nguyên trên da. Nhưng xác thịt và xương cốt không thấy đâu. Hiện trường không có dấu vân tay, không có hung khí, cũng không có bất cứ thứ khả nghi nào. Nhà vệ sinh đó ở tầng 5, buổi tối cửa ra vào ở dưới tầng cũng bị khóa chặt. Lạc gia chắc hẳn cũng đã phát hiện ra đúng không? Theo lẽ thông thường, người bị tình nghi chính là công nhân của công xưởng. Vương vệ quốc nói nhưng càng kỳ quái hơn là vào tối cùng ngày, ở khu Nam Thành của Hải Đông và bên ngoài vành đai hai cũng phát hiện ra hai tấm da người giống như vậy. Vương vệ quốc xòe tay ra nói. Dựa theo thời gian vụ án xảy ra, chắc hẳn là gây án trong cùng một đêm. Vậy nên, khả năng cao là gây án tập thể, vẻ mặt vương vệ quốc đầy vẻ bất đắc dĩ. Tôi cũng có biết đôi chút về trinh sát hình sự, nhưng phân tích mới thấy, không có động cơ gây án, không có thủ án cũng không phải cướp bóc. Những người bị hại này cũng không có bất kỳ quen biết hay liên hệ gì. Vương về quốc bất lực nhìn Lạc Tú. Lạc Tú mở báo cáo thứ hai ra xem, người chết là nam giới, một nhân viên văn phòng, chết trong xe riêng, cửa xe đóng kín, thậm chí thông qua camera còn có thể quan sát được từ sau khi người bị hại lên xe đến khi được phát hiện ra đều không có ai từng lên xe cùng, cũng không có ai ra khỏi xe. Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 191, tôi không phục Thúy Nhi và Hàn Phi Vũ. Lạc Tú cau mày. Vương vệ quốc có chút ngạc nhiên nhìn Lạc Tú. Ấn đường của bọn họ biến thành màu đen, lúc ấy tôi đã biết bọn họ sẽ gặp nạn sát thân. Lạc Tú thở ơ nói. Anh cũng không quá để ý, cho dù là bị giết thì cũng không có gì không thể thừa nhận. Huống chi còn chẳng phải bị giết. Lạc ra, tôi cũng biết với thân phận của anh, mời anh ra tay có chút khó khăn vương vệ quốc trước đó đã đi hỏi thăm trước nhưng thứ nhất là tôi thực sự không còn cách nào khác thứ hai là coi như vì dân trừ hại được rồi đừng khách sáo chuyện này tôi sẽ xử lý tôi sẽ giúp ông tìm ra hung thủ vương vệ quốc không ngờ lạc tú lại đồng ý lý do lạc tú đồng ý là do anh cũng cảm thấy chuyện này có chút thú vị bởi vì những thứ không nên xuất hiện đó bình thường cũng không dám tác oai tác quái ở trong một thành phố lớn những thứ này không phải luôn ở trên núi sao. Hơn nữa Lạc Tú cũng rất tò mò. Thời gian còn chưa tới, tại sao vật đó lại không chịu được và đã bắt đầu dục dịch rồi. Chẳng lẽ lần sống lại này khác lần trước, dòng thời gian trở nên nhanh hơn sao? Nếu là như vậy, Lạc Tú cảm thấy chính mình cũng nên chuẩn bị sớm một chút. Nếu không đến lúc đó mất đi sự chủ động thì sẽ mất nhiều hơn được. Một đời dài rằng rặc, một thế giới tươi sáng. Ở kiếp này, lạc tú nhất định phải chiến đấu với núi sông bằng nắm đấm của mình cắt bầu trời bằng thanh kiếm của mình nếu đã vậy thì chuyện này xin nhờ lạc gia coi như tôi nợ lạc gia một việc nếu sau này có việc gì cần tới tôi anh hãy nói cho tôi biết vương vệ quốc cười bên trương đại sư không cần tôi thật sự không quan tâm tới trương đại sư gì đó kia lạc tú mỉm cười có vẻ vương vệ quốc không tin lắm nhưng lạc tú cũng không giải thích nhiều vận mệnh khác nhau cách nhìn mọi thứ cũng sẽ khác nhau. Mà Vương Vệ Quốc thực sự lo lắng cho Lạc Tú, thậm chí còn cảm thấy Lạc Tú quá kiêu ngạo. Nhưng vì nể mặt anh nên Vương Vệ Quốc không dám nói ra. Được, vậy tôi sẽ bố trí một vài người ở đây để hỗ trợ Lạc gia, đều là những trinh sát bậc nhất. Lạc Tú yêu cầu Vương Vệ Quốc sắp xếp một vài thứ. Sau khi ăn cơm xong, Lạc Tú đi ra trước, Vương Vệ Quốc ở lại thanh toán. Thấy Lạc Tú đi ra, lý triều cũng nhanh chóng đi theo lạc tú vừa ra tới cửa lý triều đã đi ngay sau lưng anh nhưng lý triều còn chưa kịp nói gì thì bạn gái của lý triều đang đứng ở cửa đã lên tiếng chàng trai lần sau đừng giả vờ nữa bị đuổi ra ngoài rồi hả có khó chịu không lần sau trung thực chút đi quý bà kia nhìn lạc tú cười mỉa nhưng lạc tú chưa nói gì thì lý triều đã vội vàng bước tới kéo người phụ nữ kia lại lạc tú xin lỗi cô ấy uống nhiều nên nói nhảm thôi lý triều lúng túng nói tôi nói nhảm chỗ nào anh cầm miệng xin lỗi lạc tú đi lý triều đột nhiên mắng cô ta đồ khốn kiếp anh dám mắng tôi sao anh cho rằng anh là ai nếu không có tôi bao nuôi thì anh là cái thá gì chứ quý bà kia cũng tức giận lời vừa nói ra đã khiến sắc mặt của lý triều càng thêm sượng sùng lạc tú tôi tôi thực xin lỗi thực xin lỗi đừng đánh chống lảng anh mau xin lỗi bà đây đi, bảo cả tên kia xin lỗi bà đây." Quý bà Kiên quyết nói. "Khụ khụ, chủ nhiệm Trương, cô muốn ai xin lỗi thế?" Vương Vệ Quốc đột nhiên đi ra, sắc mặt ông ta đen lại. "Lạc Tú là do ông ta mời tới đây, vậy mà vừa tới cửa đã có người dám gây sự với khách của ông ta. Như vậy không phải là đang đánh vào mặt ông ta sao?" "Tỉnh trưởng Vương, sao ông lại ở đây?" Quý bà kia vô cùng sợ hãi vừa rồi hình như tôi nghe thấy bao nuôi gì đó có phải không? Ngày mai tự làm báo cáo tố giác đi, vương vệ quốc nói rất bình thường, nhưng việc mà ông ta nói ra lại rất nghiêm trọng. Tự làm báo cáo tố giác thì tố giác ai? Đương nhiên là tự tố giác mình rồi. Không phải chứ tỉnh trưởng vương, đây là chuyện cá nhân của tôi mà. Tâm nghiệp, tôi nói tố giác là tố giác, vương vệ quốc quát lớn. Vấn đề cá nhân của cô tôi có thể không quan tâm, nhưng những lời cô vừa yêu cầu Lạc Gia xin lỗi và làm nhục Lạc Gia đã đủ để cho cô tự đi tố giác. Lạc Gia, xin lỗi, là tôi tiếp đón không chu đáo. Vương vệ quốc bước tới và xin lỗi Lạc Tú. Bỏ đi, tôi không so đo với vài con kiến. Lạc Tú xua tay. Sau đó bỏ lại Lý Triều và quý bà đang sợ hãi. Chỉ vì một vài lời nói mà sự nghiệp coi như tan tành. Lý Triều cũng kinh ngạc nhìn Lạc Tú, Thân phận hiện tại của Lạc Tú đã khủng khiếp đến như vậy rồi sao? Đã lớn tới mức này rồi sao? Sáng hôm sau, một chiếc xe jeep tới cửa, giám đốc công an tỉnh đích thân tới đây. Xin chào Lạc gia, tôi họ Tề, anh cứ gọi tôi là Tiểu Tề là được. Mặc dù giám đốc Tề lớn tuổi hơn Lạc Tú, nhưng dù sao cũng là người mà vương vệ quốc đưa tới nên anh ta vẫn rất kính trọng Lạc Tú. Nhưng điều khiến anh ta ngạc nhiên là Lạc Tú còn quá trẻ người này thật sự có thể giải quyết được vụ án sao? Tiểu tề cảm thấy có chút nghi ngờ. Phải biết bên tỉnh có thành lập một tổ chuyên án, người trong tổ đều là tinh anh của giới cảnh sát nhưng đến nay vẫn không có manh mối. Người thanh niên này có thể mạnh hơn chủ cảnh sát tinh nhuệ sao? Nhưng vì nể mặt vương vệ quốc nên tiểu tề không nói nhiều. Sau khi lạc tú lên xe, xe trực tiếp chạy tới văn phòng tỉnh ủy. Lúc đi tới cửa tổ chuyên án, mở cửa ra, lúc này bên trong đang có một nhóm người tranh cãi gay gắt. Người ở vị trí trung tâm khoảng 50 tuổi, bên cạnh có một thanh niên chừng 20 tuổi. Người thanh niên này cũng rất không tầm thường, anh ta lên lưu vĩ, là một sinh viên thiên tài của học viện cảnh sát, chỉ số IQ là 147. Lưu Vĩ bất mãn nói với người 50 tuổi kia. Giáo sư Chu, vụ này là do ông phụ trách, đột nhiên lại thay đổi người phụ trách thế này thì tôi không phục. Giáo sư Chu Tuy không nói gì nhưng trong lòng có chút không vui. Được rồi, im đi, người đến rồi." Giáo sư Chu nói xong thì Tiểu Tề cùng Lạc Tú đi vào. "Đây là người trước đó phụ trách tổ chuyên án, Giáo sư Chu." Tiểu Tề giới thiệu. Giáo sư Chu cũng chỉ lạnh lùng gật đầu, không nói gì nhiều. Chương 192, hung thủ vẫn còn ở đó. "Giám đốc Tề, vụ án này là do Giáo sư Chu phụ trách, hơn nữa cũng đã có tiến triển." Tôi không tin có người giỏi hơn giáo sư Chu." Lưu Vĩ nói. Những người khác cũng nhìn Lạc Tú với vẻ không phục. Giáo sư Chu ở bên cạnh không nói gì, cũng không tỏ thái độ. Giám đốc Tề vẫn còn chưa nói thì Lạc Tú đã lạnh lùng nói: "Không phục, không phục thì cút đi, cửa ở bên phải." Lạc Tú chỉ về phía sau cửa. Lời vừa nói ra khiến một đám người có mặt đều có chút sững sờ. Ngay cả giám đốc Tề cũng hơi sững sờ mọi người đều nghĩ rằng lạc tú sẽ nhẹ nhàng xoa dịu mọi người ai ngờ lạc tú cứng rắn như vậy vừa tới đã đuổi người người khác không phục đều có thể đi lưu vĩ không ngờ lạc tú lại cứng rắn như vậy điều này khiến anh ta cũng không biết phải làm như nào đi thì đi lưu vĩ gửi lạnh một tiếng làm bộ rời đi một vài người khác cũng định rời đi lưu vĩ ngồi xuống cho tôi người khác cũng ngồi xuống cho tôi giám đốc tề đột nhiên quát lớn đây là mệnh lệnh của cấp trên, nhất định phải tuân theo sự sắp xếp. Lưu Vĩ bị mắng chỉ có thể ngồi im tức giận, dù sao thì anh ta cũng không thể chống lại giám đốc. Nhưng ai nấy đều có thể thấy bây giờ tất cả mọi người đều không phục. Cậu Lạc, cậu đừng để ý, tất cả mọi người cũng là vì vụ án, ai cũng hy vọng có thể phá án càng sớm càng tốt, không biết cậu Lạc có thể chia sẻ một chút về những vụ án mà mình đã phá được với mọi người không? Dù sao cũng là một con cáo già, giáo sư chu nói lời này không làm mất lòng ai lại còn có thể đè bẹp lạc tú tôi chưa từng phá án cũng không có vụ án nào để chia sẻ với mọi người lạc tú thờ ơ nói cậu lạc cậu cũng nên hiểu rõ chuyện mọi người không phục cũng có thể hiểu được dù sao thì tất cả mọi người ở đây đều là tinh anh đã phá được rất nhiều vụ án hóc búa giáo sư chu chậm rãi nói trông có vẻ rất bình tĩnh bọn họ muốn lạc tú biết khó mà lui vụ án này là của bọn họ Tại sao phải giao cho người ngoài? Hơn nữa còn giao cho một người chưa từng phá án. Nhưng Lạc Tú lại cười khẩy một tiếng. Vẫn câu nói đó, không phục thì có thể cút. Cậu Lạc, mọi người vẫn đang nói chuyện rất tử tế với cậu. Nói chuyện tử tế đúng không? Lạc Tú cười. Tôi không quan tâm trước kia các người giỏi như thế nào, cũng không quan tâm trình độ hay năng lực của các người xuất sắc đến mức nào, án này bây giờ sẽ do tôi phụ trách, đây là việc thứ nhất. Thứ hai, Vụ án này đã gần nửa tháng, các người vẫn chưa tìm được hung thủ, điều này đã chứng minh tất cả. Điều quan trọng nhất chính là các người không phá được vụ án này. Anh dựa vào cái gì mà nói chúng tôi không thể phá án?" Lưu Vĩ nói. "Vậy đội của cậu cũng đã điều tra hơn 10 ngày rồi, có thể nói cho tôi biết động cơ của hung thủ là gì không?" "Nói cho tôi biết, tại sao hung thủ có thể lấy thịt và xương cốt đi thì tại sao lại để lại hiện trường một bộ da người làm bằng chứng không?" nói cho tôi biết hung khí là gì có được không? Lúc Lạc Tú nói những lời này, tất cả mọi người đều sững sờ. Không phải họ không muốn nói, mà là họ không thể trả lời. Nhiều ngày như vậy, các người đã điều tra ra manh mối hữu ích nào chưa? Dự đoán tuổi và giới tính của hung thủ, cách thức ra tay và động cơ của hung thủ, các người có tìm được cái nào trong số này không? Lạc Tú cười khẩy một tiếng. Ngay cả giáo sư Chu cũng không trả lời được điều này. Nói cách khác, đã hơn 10 ngày, các người không có phát hiện gì, đừng nói câu cho thêm mấy ngày nữa có thể sẽ có, cho dù cho mấy người thêm mấy kiếp nữa cũng không giải quyết được. Những lời nói của Lạc Tú không phải để làm nhục những người này. Nhưng hung thủ của vụ án này không phải là người, những người này làm sao có thể điều tra ra được? Không tra ra là điều dễ hiểu. Nhưng những lời này rơi vào tai những người này, đặc biệt là giáo sư Chu lại khiến bọn họ không thể tiếp nhận nếu nói như cậu thì cậu đã có thu hoạch rồi sao giáo sư chu chế nhạo đưa tôi đến hiện trường vụ án có lẽ đêm nay sẽ có kết quả lạc tú nói với giám đốc tề hiện trường vụ án nào giám đốc tề cũng cảm thấy lời của lạc tú có chút ngông cuồng những gì lạc tú vừa nói rất có lý nhưng dù sao mấy người giáo sư chu cũng đều là người chuyên nghiệp họ cũng là những người thuộc tầng lớp tinh anh của cảnh sát mấy người giáo sư chu không thể tìm ra nó người này lại có thể tìm ra sao hiện trường vụ án cuối cùng lạc tú nói xong liền bước ra ngoài trước giám đốc tề cũng chỉ có thể đi theo phía sau giáo sư chu ông xem ông xem quá kiêu ngạo quá ngông cuồng sau khi lạc tú rời đi lưu vĩ mở miệng lại còn cho các người thêm mấy kiếp cũng cha không ra anh ta là cái thá gì chứ tôi không tin anh ta có thể cha ra đi đến hiện trường vụ án cuối cùng đây đúng là việc một người ngoài nghề mới làm. Lưu Vĩ kìm nén cơn tức giận, lúc này mới có thể xả ra. Đúng vậy, giáo sư Chu, ông xem, người này thực sự rất ngông cuồng. Những người khác cũng nói. Đi thôi, tôi muốn xem cậu ta lúc không tra ra cái gì còn có mặt mũi ở lại đây không. Giáo sư Chu tuy không nói gì, nhưng cũng rất không phục. Hiện trường vụ án cuối cùng là ở trong một tòa nhà tại tầng trệt của tòa nhà là phòng tập thể dục và bể bơi trong nhà. Phòng tập đã đóng cửa từ lâu, lúc đó ông chủ lừa một đống tiền của hội viên sau đó bỏ chạy. Đến bây giờ vẫn không rõ tung tích. Nhưng có một hội viên không cam lòng nên đã chui vào bằng cửa sau, cho nước vào bể rồi bí mật bơi ở đây vào ban đêm. Vào đêm xảy ra vụ việc, một hội viên đã lẻn đến bơi, đợi đến ngày hôm sau khi an ninh phát hiện ra ra người thì đã gọi cảnh sát. Đúng là nghiệp chướng, Tôi đã cảnh cáo họ nhiều lần là không lẻn vào, nhưng họ không nghe. Nhân viên bảo vệ phụ trách canh gác đi về phía hiện trường vụ án cùng với Lạc Tú nói. Chào ôi, sau khi vụ việc này xảy ra, rất nhiều đồng nghiệp của tôi đã xin nghỉ việc, có đêm tôi không dám rời chốt, vô cùng sợ hãi. Nhân viên bảo vệ căn nhân nói. Sau khi mấy người Lạc Tú vào bể bơi, hiện trường vẫn được giữ nguyên. Có một tấm da người nổi trên mặt nước, tóc vẫn còn dính trên đó da người phẳng phiêu nổi trên mặt nước giống như một chiếc phao bơi xẹp xuống. Nước rất sạch, không có vết máu, trên mặt nước chỉ thấy một lớp dầu thi thể. Giáo sư Chu và những người khác cũng đến, họ tìm kiếm manh mối khắp nơi. Lạc Tú không để ý đến da người. Trường 193, đừng hối hận hung thủ vẫn còn ở đây. Nghe thấy lời này của Lạc Tú, tất cả mọi người đều sửng sốt. Nhưng sau đó mấy người giáo sư chu cười khẩy nói. Cậu Lạc, loại chuyện thế này không nên nói đùa đâu. Ở đằng kia, Lạc Tú chỉ vào phòng sông hơi. Với thực lực của anh, anh không cần phải phá án hay truy tìm hung thủ, anh chỉ cần dựa vào hơi thở của hung thủ để xem hung thủ là ai và hướng đi của hung thủ. Nhưng Lạc Tú không ngờ hung thủ vẫn còn ở đây. Sát khí ở trong phòng sông hơi là nặng nhất, Lạc Tú có thể cảm nhận được bên trong có thứ gì đó. Mặc dù giáo sư Chu nói như vậy nhưng giám đốc tề vẫn ngờ ngợ đi về phía đó nhưng còn chưa tới gần đã phát hiện ra vấn đề, bởi vì chỗ kia có vết máu. Theo lý thuyết thì lúc này nên rút súng ra đi bắt. Nhưng dù sao thì giám đốc Tề cũng là một người có kinh nghiệm, mà giáo sư Chu cũng vậy. Giám đốc Tề, mau gọi người tới, đầu tiên hãy khống chế tình hình xung quanh, để mọi người bao vây nơi này." Giáo sư Chu nói. "Tốt nhất là các người đừng gọi mọi người tới, cũng đừng di chuyển." Lạc Tú đứng bên cạnh châm một điếu thuốc và nói sát khí bên trong rất nặng thứ bên trong khiến lạc tú cũng cảm giác nó có chút lợi hại anh có ý gì giám đốc tề nói nếu hung thủ thực sự ở bên trong thì đương nhiên là phải đi vào bắt thứ bên trong không phải thứ hai người có thể đối phó lạc tú nhắc nhở nói nhảm gì đó trên đời này còn có thứ mà chúng ta không thể đối phó sao giáo sư chu lạnh lùng nói ông ta vốn đã nhìn lạc tú không vừa mắt nay lại càng thêm khó chịu anh lạc tôi không hiểu ý của anh. Dù người bên trong có lợi hại đến thế nào thì cũng không ngăn được đạt, nếu dám chống cự, chúng tôi sẽ giết chết người đó ngay tại chỗ. Giám đốc tề cũng nói, nếu thứ bên trong không phải là người thì sao? Lạc tú xua tay, lạc tú có thể cảm nhận được thứ bên trong rất mạnh, không phải thứ mà người thường có thể đối phó được. Ha ha, cậu lạc, cậu nói như vậy trước mặt chúng tôi không thích hợp lắm đâu. Giáo sư Chu liên tục cười khẩy không phải con người ư ý anh là thứ bên trong có thể là quỷ sao anh lạc mấy thứ này người bình thường tin thì cũng đành nhưng cảnh sát như chúng tôi không bao giờ tin những chuyện đó lưu vĩ cũng nói những tinh anh ở đây đều đã phá qua rất nhiều vụ án kỳ quái nhưng hầu như tất cả đều là người dở cho quỷ bọn họ luôn theo chủ nghĩa duy vật sao có thể tin có quỷ được hơn nữa nói về quỷ trước mặt cảnh sát là vô cùng thiếu tôn trọng họ thêm vào đó một số người cho rằng lạc tú chỉ là may mắn vừa đến đã vô tình gặp phải hung thủ mà thôi không phải do có năng lực không nhờ phá án mà tìm được hung thủ cho nên vẫn không phục anh lạc hay là anh nghỉ ngơi một chút dù sao anh cũng đã bận rộn cả ngày với chuyện này rồi ngay cả giám đốc tề lúc này cũng nói anh ta cũng không tin vào việc có quỷ hơn nữa bản thân anh ta vẫn luôn nghi ngờ lạc tú nhưng bởi vì lạc tú được vương vệ quốc đặc biệt cử tới nên anh ta cũng không dám nói gì mà lời có quỷ vừa rồi của lạc tú cũng khiến giám đốc tề có chút khinh thường anh lúc này mặc dù nói rất nhẹ nhàng uyển chuyển nhưng thực ra ý của anh ta là bây giờ chuyện này đã không còn liên quan đến anh anh có thể đi ra chỗ mát mẻ chờ đợi lạc tú sao có thể không nghe hiểu ý nghĩa của câu này nếu những người này khăng khăng muốn chết lạc tú cũng sẽ không ngăn cản nói trắng ra anh chỉ hứa với vương vệ quốc là sẽ tìm ra hung thủ. Còn chuyện khác không liên quan tới anh. Vì vậy Lạc Tú nghe lời đi khỏi rồi đi thẳng lên lầu. Mà giám đốc Tề và giáo sư Chu đang bắt đầu triển khai lực lượng cảnh sát. Trong chốc lát, hàng chục xe cảnh sát hợp đến, tất cả cảnh sát đặc nhiệm và cả lính bắn tỉa đã sẵn sàng. Lạc Tú nằm trên lan can trên lầu nhìn xuống. Lúc này, một số lượng lớn cảnh sát mặc áo chống đạn đã sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào người ở bên trong nghe lệnh anh đã bị bao vây buông vũ khí ra đầu hàng giáo sư chu dùng loa hướng tới bên trong nhưng bên trong không có động tĩnh gì cửa phòng sông hơi vẫn đóng chặt bày tỏ ý không định đầu hàng của người bên trong lạc tú cười lắc đầu nhìn anh có vẻ quen quen đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau lạc tú lạc tú quay đầu lại là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp tóc dài như thác nước dáng người cao khuôn mặt xinh đẹp linh động quan trọng nhất là trên người của cô ta còn có thêm một mùi hương thơm ngát là mùi của loại nước hoa vô cùng cao cấp quen chỗ nào lạc tú hơi kinh ngạc anh cảm nhận được khí tức khác thường trên người cô ta dù có nước hoa che đầy nhưng lạc tú vẫn ngửi ra mùi thi khí nồng nặc không tính là quen nhưng tôi đã gặp anh vài lần a phổ tử khôi nói tôi tên là a phổ tử khôi ở tiệm massage đối diện nhà anh a phổ tử khôi giới thiệu lạc tú lúc này mới nhớ ra người này chính là chủ tiệm massage đã dùng thủ pháp với xác chết để massage cho người sống sao cái này thực sự rất thú vị người đuổi thi ở tương tây cũng tới góp vui nể tình chúng ta cũng coi như khá có duyên tôi khuyên anh không nên ở chỗ này xem trò vui đợi lát nữa ở đây sẽ rất nguy hiểm a à, phổ tử khôi vốn là người đẹp lạnh lùng lúc này giọng điệu của cô ta cũng vô cùng lạnh lùng khiến người khác cảm giác cô gái này vô cùng xinh đẹp nhưng cũng khiến người khác sợ hãi trong mắt a phổ tử khôi lạc tú chỉ là một chàng trai bình thường thứ ở đây không phải là thứ mà người bình thường có thể đối phó được nếu không chú ý có thể sẽ mất cả mạng cảm ơn nhưng tôi rất tò mò lạc tú cười sự tò mò sẽ giết chết người tốt nhất là anh nên dẹp bỏ sự tò mò của mình và rời khỏi đây ngay lập tức đây là lời khuyên của tôi dành cho anh lời khuyên cuối cùng a phổ tử khôi lạnh lùng nói cô ta cảm thấy lạc tú không tệ lại sống đối diện với mình nên mới có ý tốt nhắc nhở người thanh niên bình thường này nếu không lát nữa mà mất mạng đến lúc đó sẽ mất nhiều hơn là được nhưng nếu lạc tú không nghe lời khuyên của cô ta thì cô ta cũng không thể làm gì được cảm ơn nhưng tôi vẫn muốn ở lại lạc tú cười tùy anh a phổ tử khôi tức giận nói nhưng do dự một lúc a phổ tử khôi vẫn lấy một chuỗi hạt trên tay đưa cho lạc tú Chương 194, có chết hay không mấy người giáo sư Chu sao có thể tin những lời Lạc Tú nói? Đùa bọn họ sao? Hệ mặt trời và giải ngân hà đã được khám phá ra, con người đã đi vào vũ trụ, thế mà anh lại nói trên thế giới này có rất nhiều điều mà khoa học không thể giải thích được. Mặc dù giám đốc Tề cảm thấy chuyện này sẽ đắc tội Vương Vệ Quốc nhưng nếu nói cho Vương Vệ Quốc những gì Lạc Tú nói, anh ta tin chắc rằng Vương Vệ Quốc cũng không trách anh ta. Ăn nói lung tung. Vì vậy giáo sư Chu dùng loa hét vào phòng sông hơi và liếc nhìn lạc tú trên lầu với vẻ khinh bỉ. Lính bắn tỉa và những người khác đã sẵn sàng. Sau khi hét thêm vài lần, thấy người trong phòng sông hơi vẫn không có động tính gì, giáo sư Chu nháy mắt với giám đốc tề, giám đốc tề cũng gật đầu. Bọn họ đã rất quen thuộc với kiểu vây bắt như thế này nên cũng không có nhiều áp lực. Mọi người đều vô cùng bình tĩnh. Một trong những cảnh sát dùng súng tiểu liên đẩy cửa phòng sông hơi. Trong tích tắc, vô số khẩu súng nhắm vào trong phòng sông hơi. Người ở bên trong không được phép nhúc nhích, giơ tay lên. Giáo sư Chu cầm súng lục hướng vào bên trong nói. Bên trong tối đen như mực, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhưng rồi một luồng sáng mạnh ập đến. Lần này, tất cả mọi người cuối cùng đã nhìn thấy những gì bên trong. Lúc nhìn thấy rõ ràng, tất cả mọi người đều sững sờ, thậm chí không ít người bất giác dùng mình. Lạc Tú liếc nhìn bên trong, đồng tử hơi co lại. Chỉ thấy một sinh vật hình người cuộn tròn trong phòng sông hơi. Lý do tại sao không nói thứ đó là người là bởi vì sinh vật hình người đó không có da. Như thể da toàn thân bị lột da, lớp thịt đỏ tươi, thậm chí có thể nhìn thấy cả mạch máu. Móng tay đen dài hơn chiếc đũa hơi cong lên, răng nanh dài ra khỏi môi. Nhưng thứ đó không chết, nó vẫn còn sống. Khoảnh khắc ánh sáng mạnh chiếu vào, sinh vật đó di chuyển. Xoẹt xoẹt, một tiếng đánh úp tới. Người bên trong không được cử động, lúc này chỉ còn giáo sư chu ở đằng sau nghĩ thứ bên trong là người. Nhưng sinh vật đó từ từ đứng dậy, sau đó nở một nụ cười kỳ dị với mọi người. Sau đó từ từ đi về phía đám đông. Nếu còn di chuyển, tôi sẽ bắn. Giáo sư Chu không thể không lùi lại một bước. Ngu ngốc, lạc tú lắc đầu, đó là huyết thi, hơn nữa còn rất mạnh, có lẽ là thi vương bắn mệnh lệnh được đưa ra pằng pằng nhiều khẩu súng liên tiếp bắn tới nhưng chỉ khiến huyết thi vương càng thêm phẫn nộ Grau grau. viên đạn bắt chúng khiến tia lửa bắn tung tóe khắp nơi nhưng huyết thi vương nhanh nhẹn như một con khỉ lập tức tiếp cận một người nắm lấy cổ người đó rồi há mồm cắn xuống răng rác cổ anh ta đứt gãy sau đó người đàn ông khô quắt lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường lớp da người rơi xuống đất lần này toàn bộ người có mặt đều sợ hãi. Giáo sư Chu và giám đốc tề trước đây chưa từng tin ma quỷ, nhưng hiện tại sự thật đã ở trước mắt, bọn họ không thể không tin. Hơn nữa bọn họ chưa từng thấy cảnh như vậy, nên nhiều người cảm thấy ra đầu tê dại, lưng ớn lạnh. Nhưng huyết thi vương không để ý tới, lại nhảy đến một chỗ người khác rồi há mồm cắn xuống. Bắn, bắn, giám đốc tề gầm lên. Nhưng dù bắn bao nhiêu đi chăng nữa thì bên kia cũng không si nhê gì. Viên đạn như chạm vào tấm thép, sau đó bị dội ngược trở lại, huyết thi vương không hề hấn gì. Huyết thi vương bỏ lại bộ da người trên tay và lao về phía một người khác. Họ đều là những người nghĩ trên đời này không có ma quỷ, hơn nữa trên tay còn có súng. Nhưng bây giờ không chỉ tam quan của họ sụp đổ mà súng trong tay cũng không làm gì được huyết thi vương. Bọn họ đã bắt đầu hoảng loạn, bởi vì không ai là không sợ chết. Sợ hãi ngập tràn rất nhiều người không quan tâm đến điều gì nữa. Chạy thoát là quan trọng nhất. Lúc này, không nói đến những người khác, nhưng chính mấy người giáo sư Chu đều bắt đầu chuẩn bị chạy. Cuộc tàn sát bắt đầu, một đám người lập tức biến thành một đống da người, tốc độ của huyết thi vương rất nhanh. Lưu Vĩ sợ đến mức muốn tè ra quần. Giáo sư Chu cũng bỏ chạy như điên. Vào thời điểm nguy cấp, người phụ nữ đuổi thi ở tương Tây, A Phổ Tử Khôi cuối cùng cũng ra tay nhảy từ lầu hai xuống, một tay cô ta cầm một tấm bùa bằng giấy màu vàng. Sau khi tiếp đất, A Phổ Tử Khôi đánh một trường, lá bùa giấy lập tức bùng lên ánh sáng vàng khiến huyết thi vương phải né tránh. Có thể thấy huyết thi vương này có linh trí. Ánh sáng vàng bay tới, sát khí của huyết thi vương ngập trời, toàn bộ tầng dưới chấn động, hai bóng người quấn lấy nhau mà chiến đấu. Sắc mặt giám đốc tề thái Nhật, sau khi đưa người chạy đi, quay lại thấy trên mặt đất có hơn 10 bộ da người. Lần này xảy ra chuyện lớn rồi. Anh ta phải báo cáo chuyện này với cấp trên thế nào đây? Hơn chục mạng người đó. Lúc này, sắc mặt giáo sư Chu cũng tái nhợt, ông ta nhanh chóng nâng Lưu Vĩ bị dọa cho phát ngốc đứng dậy. Anh Lạc, phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giám đốc Tề lúc này mới thực sự hoảng hốt. Lần này xảy ra chuyện lớn rồi. Làm sao bây giờ? Anh hỏi tôi, tôi hỏi ai đây? Lạc Tú chế nhạo tôi đã nói anh đừng gọi người tới nhưng anh không nghe anh nên tự mình dọn dẹp đống hỗn độn do mình gây ra đi đến lúc này cậu vẫn còn ở đó nói mỉa được sao mặc dù rất sợ hãi nhưng giáo sư chu vẫn dám quát lạc tú bốp lạc tú tát vào mặt giáo sư chu một cái nhìn cho rõ tại sao mười mấy người dưới lầu lại chết đều là do sự kiêu ngạo của ông gây ra đấy nhắc các người đừng gọi người qua các người không tin sao lúc đó không dùng súng xử lý nó tiếp đi lạc tú thẳng thừng mắng bọn họ vốn không cần phải chết ông thì hay rồi gọi bọn họ tới đây để chịu chết đến bây giờ lại trốn tránh trách nhiệm sao có bản lĩnh thì tự mình xử lý đi việc thành không có bại sự có thừa nếu các người không động tới nó nghĩ cách bày trận pháp thì còn có thể bắt nó nhưng bây giờ còn bắt cái khỉ gì nữa lạc tú mắng không thương tiếc giờ phút này giám đốc tề và giáo sư chu đều không dám nói chuyện đây đúng là do bọn họ sai còn có thể trách ai đây bọn họ phải chịu trách nhiệm về việc này nhưng giáo sư chu vẫn có chút không phục tôi không tin nó có thể chống được bom lời này vừa nói xong một ánh sáng đỏ như máu lập tức bao trùm lên mọi người mùi tanh nồng của máu sộc thẳng vào mặt cả tòa nhà bị bao trọn trong ánh sáng đó Chương 195, Tàn Khốc giám đốc Tề tức giận nhìn giáo sư Chu. Tuy anh ta cũng có trách nhiệm trong chuyện này, nhưng giáo sư Chu là người phá hỏng nhiều nhất. Chuyện vốn đang rất tốt đẹp, nếu chịu lắng nghe Lạc Tú, có lẽ bây giờ bọn họ không phải trải qua những việc này. Nhưng bây giờ, không chỉ sắp chết, mà còn đắc tội với Lạc Tú. Quan trọng là nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Lạc Tú, chắc chắn là Lạc Tú có cách. Nhưng bây giờ bọn họ lại đắc tội với Lạc Tú lạc tú cũng không muốn cứu họ lạc tú quay người nhìn xuống lầu trận chiến dưới lầu đang rất khốc liệt nhưng a phổ tử khôi đã dần chiếm thế thượng phong đúng lúc này tay trái của a phổ tử khôi không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái chuông mỗi một tiếng chuông rung lên huyết thi vương đều run lên a phổ tử khôi nhân cơ hội này dán một lá bùa lên huyết thi vương cuối cùng tiếng chuông vang lên tay của a phổ tử khôi ma mị như một con bướm đây là chiêu thức độc nhất vô nhị của dòng họ đuổi thi tương Tây, trông vô cùng kỳ lạ. Uy lực cũng không tầm thường. Lai lịch của người đuổi thi khá thần bí, có thể là bắt nguồn từ thời viêm hoàng Si Vưu. Nghe nói người đuổi thi đầu tiên chính là quân sư của Si Vưu, quân sư A Phổ. Cũng có người nói bọn họ là chi nhánh của Mao Sơn Trúc Từ. Nhưng nổi tiếng nhất là người đuổi thi tại tương Tây, cùng cổ thuật và hoa lạc động nữ được xưng là tương Tây Tam Tà thậm chí các nhà khoa học cũng đang đi tìm hiểu mấy chuyện này. Nhưng những gì Lạc Tú thấy hôm nay rất khác so với những lời đồn đại. Bí thuật của A Phổ Tử Khôi cũng khá mạnh, nhưng cũng chỉ ở ngưỡng nhập cảnh mà thôi, còn chưa tới mức nhập đạo. Nhưng huyết thi vương đã hoàn toàn nhập đạo, thậm chí đã tới thức tỉnh. Trận chiến ở tầng dưới gần như đã kết thúc, A Phổ Tử Khôi cuối cùng đã phủ 108 lá bùa lên huyết thi vương. Lá bùa cuối cùng rơi xuống, huyết thi vương ngừng di chuyển ánh sáng màu đỏ cũng tiêu tán, mọi người không còn gì máu nữa. Hừ, không cần anh cứu, chúng tôi vẫn có thể sống sót. Lưu Vĩ không phục nói. Nhưng anh ta vừa nói xong thì 108 lá bùa đã bốc cháy. Rất rõ ràng, A Phổ Tử Khôi không thể chấn áp được đối thủ. Rào, huyết thi vương giận dữ gầm lên, A Phổ Tử Khôi bị sát khí của nó đánh lui. Huyết thi vương nhanh chóng tóm lấy cổ cô ta. Há mồm chuẩn bị cắn xuống. Lạc Tú nhìn thấy vậy, cuối cùng quyết định ra tay. Dù sao thì A Phổ Tử Khôi cũng không tệ, có thể cứu thì anh sẽ cứu. Đúng lúc này, A Phổ Tử Khôi bị Huyết Thi Vương bóp cổ đột nhiên dùng sức lực cuối cùng hét lớn với những người trên lầu. "Chạy đi, càng xa càng tốt." Cô ta đã đánh giá thấp sức mạnh của Huyết Thi Vương, nếu cô ta gặp chuyện không may, những người bị nhốt ở đây chắc chắn không thể sống sót. Lúc này, Lạc Tú nhảy từ trên lầu xuống anh nhảy xuống để tìm cái chết sao? A phổ tử khôi cũng nhìn thấy lạc tú nhảy xuống, nhưng cái miệng lớn của huyết thi vương đã tới rất gần. A phổ tử khôi thở dài, thực xin lỗi bà, cháu còn chưa kịp sinh con, không ngờ tộc a phổ tới đây là tuyệt hậu. Nhưng đúng vào lúc a phổ tử khôi đang tuyệt vọng thì một bàn tay bất ngờ chặn đứng huyết thi vương. huyết thi vương cắm răng nanh cứng rắn vào cánh tay lạc tú, đột nhiên một cỗ kim quang bắn ra, tia lửa tung tóe khắp nơi. Lạc Tú nhấc chân đá huyết thi vương bay ra ngoài. Chuyện đề cử, đại lý tự khanh. A phổ tử khôi kinh ngạc nhìn Lạc Tú. Anh, 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 ba chữ anh liên tiếp đủ cho thấy A phổ tử khôi kinh ngạc tới mức nào. Cô ta không ngờ Lạc Tú cũng không phải là người bình thường. Cô che giấu năng lực mà không cho phép người khác cũng vậy sao? Cô không phải người thường, nhưng không phải là duy nhất. Lạc Tú cười nhẹ. Sau đó Lạc Tú bước qua. Cẩn thận, Trước đó nó là thi vương, sau đó bị tế luyện thành huyết thi, cả thiên sư Mao Sơn cũng không thu phục được nó. A à phổ tử khôi lúc này cũng không nghĩ nhiều. Tôi không cần thu phục nó, tôi chỉ cần đánh nó. Lạc tú cười nói. Đánh nó. Đó là thi vương, thân thể thành sắp thép rồi. A à phổ tử khôi nói. Nhưng lúc này lạc tú đột nhiên xuất hiện trước mặt huyết thi vương, đồng thời đấm mạnh vào đầu của huyết thi vương. Quỳnh. Bụi bay mù mịt. Dưới nền đá hoa vẫn còn một lớp xi măng dày cộp, nhưng lúc này, một cái hố lớn đã xuất hiện. Anh, anh là Tông Sư Ư, A Phổ Tử Khôi sướng sờ khi nhìn thấy uy lực của cú đấm này. Cú đấm này cũng phải tương đương với mấy chục nghìn cân đè xuống. Nhưng trước khi A Phổ Tử Khôi kịp nói tiếp, Huyết Thi Tương đã tức giận. Dầm, Huyết Thi Vương ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng, há mồm thở dốc Mau chạy đi, đó là thi khí trời sinh, chỉ cần dính phải một chút thì cho dù thần tiên hạ phàm cũng không cứu được anh đâu nhưng a phổ tử khôi nói xong mới phát hiện lạc tú không hề trốn tránh anh đấm thêm một cú vào huyết thi vương khiến nó bay vào một bức tường cô đừng chỉ huy lung tung yên lặng quan sát lạc tú nói sau đó anh lại bước qua mà huyết thi vương lúc này cũng vào tới bộ dạng vô cùng tức giận nhưng lạc tú chỉ đánh nó cứ như đang đánh cháu mình vậy Đánh tới mức Huyết Thi Vương tức giận gào ầm liên tục nhưng lại không làm gì được anh. A à, Phổ Tử khôi không tin vào mắt mình. Đây là việc con người có thể làm sao? Khiêu chiến trực diện với Huyết Thi Vương, cho dù là Thiên Sư Mao Sơn tới cũng không dám làm như vậy. Cách tốt nhất để đối phó với những thi vương kiểu này là dùng bùa chú hoặc trận pháp để trấn áp nó. Cô ta chưa từng nghe thấy ai dám chiến đấu trực diện với Huyết Thi Vương hơn nữa vừa rồi ngay cả viên đạn cũng không thể đánh bại huyết thi vương nhưng bây giờ lạc tú lại dám đánh huyết thi vương hết lần này tới lần khác dầm huyết thi vương tức giận vò tới trước mặt lạc tú máu toàn thân sôi trào sát khí đỏ tươi nổ tung tòa nhà rung chuyển một hồi khiến lạc tú cau mày lạc tú đưa tay nắm lấy không khí lúc này tất cả mọi người bao gồm cả a phổ tử khôi đều cảm thấy không khí như đang đông cứng lại không thể động đậy cảm giác như bị áp bức audio điện tử võ tấn bền. Chương 196: Thi vương. Lưu Vĩ vừa nói xong, sắc mặt của Lạc Tú đã trùng xuống, không quan tâm tới việc ở đây có rất nhiều cảnh sát, Lạc Tú vẫn tiến tới. Bốp, cái tát này của Lạc Tú có chút tàn nhẫn. Cái tát này khiến Lưu Vĩ bay ra ngoài, mặt bị đánh tới biến dạng, phần mặt bên trái của anh ta bị lõm vào. Vết thương này có lẽ cả đời cũng không lành lại được ngay cả vương vệ quốc cũng không dám nói chuyện với tôi như vậy anh là cái thá gì lạc tú tiến thêm một bước lạc tú xin lỗi xin lỗi xin lỗi giám đốc tề vội vàng xin lỗi còn nữa xin mọi người làm cho rõ ràng vương vệ quốc mời tôi đến để tìm ra hung thủ việc bắt hung thủ không phải việc của tôi lạc tú hử lạnh một tiếng giám đốc tề nhanh chóng xin lỗi lạc tú thêm lần nữa trên mặt anh ta toát ra một đống mồ hôi lạnh đồng thời anh ta cũng tức giận nhìn lưu vĩ đúng là đồ óc heo chết tiệt thấy lạc tú mạnh như vậy mà còn dám nói chuyện với anh như thế đúng là tự tìm đường chết lạc tú tôi thực sự xin lỗi tôi nhất định sẽ dạy cho anh ta một bài học giám đốc tề sợ lạc tú muốn giết người nên không ngừng xin lỗi huyết thi vương bỏ chạy giám đốc tề cảm thấy đau đầu về chuyện này nhưng lạc tú cũng lười bắt huyết thi vương lại nếu trước đó bọn họ không xúc phạm anh nói không chừng anh còn vui vẻ mà tiện tay bắt hộ bọn họ. Nhưng nếu đã bị bọn họ khinh thường thì sao anh phải ăn no rừng mỡ đi giúp bọn họ chứ? Không phải mấy người đó rất lợi hại sao? Vậy tự mình bắt đi. Đương nhiên những chuyện như thu dọn mới hỗn độn là do giám đốc tề làm, lạc tú đỡ A phổ tử khôi trở về nhà. A phổ tử khôi vừa bị móng tay của huyết thi vương cào nên vết thương khá nghiêm trọng. Mà những vết thương như thế này thì không tiện để đi tới bệnh viện lạc tú đỡ a phổ tử khôi về cửa hàng massage mà cô ta mở anh phải giúp tôi a phổ tử khôi nhìn lạc tú cầu cứu đến bây giờ cô ta vẫn hơi mê mang nghĩ lại trước đó mình còn khuyên người ta không nên đứng hóng chuyện kẻo mất mạng bây giờ nghĩ lại thật là xấu hổ với thực lực của người này người ta còn cần cô ta khuyên sao ánh sáng trong tiệm massage có chút mơ hồ lúc này a phổ tử khôi nhìn lạc tú cầu cứu giúp thế nào lạc tú hỏi phải hút máu độc ra. Khuôn mặt A phổ tử khôi đột nhiên đỏ bừng. Bởi vì vị trí bị thương của cô ta có chút khó xử. Là ngực, hơn nữa còn thẳng một đường xuống bụng. Hút, lạc tú vừa nghe liền nhướng mày lắc đầu. Tôi giúp cô tìm người khác. Đùa sao, không nói đến việc có thích hợp hay không, nhưng thân phận của lạc tú không thể giúp A phổ tử khôi hút ra được. Một trí tôn tiên giới sao có thể làm chuyện này? Không phải bảo anh hút, chỗ tôi có thứ có thể giúp, nhưng cả người tôi đã bắt đầu tê dại rồi. Mặt A phổ tử khôi đỏ bừng, dù sao thì hiểu lầm này cũng có chút xấu hổ. Mà lúc này thi độc đã phát tác, toàn bộ cơ thể của cô ta bắt đầu tê liệt, rất khó để di chuyển. A phổ tử khôi khó nhọc đưa mắt nhìn một chiếc lọ sứ to bằng nắm tay ở đằng xa. Lạc tú cầm cái lọ sứ tới, vừa mở ra đã thấy bên trong toàn là đìa. Giúp tôi cởi, A phổ tử khôi nói nhỏ như mũi kêu. Chờ đã, tôi mạo muội hỏi một câu ở chỗ các người có quy định phải sau khi nhìn thấy thân thể thì phải gả cho người đó không lạc tú cười hỏi tốt nhất là nên hỏi rõ ràng dù sao thì thân phận của a phổ tử khôi cũng có chút đặc biệt cô ta không phải là người hán a phổ tử khôi hung hăng lườm lạc tú mơ đi không cần chịu trách nhiệm là được lạc tú cười cười dùng ngón tay đẩy quần áo của a phổ tử khôi ra làn da trắng mịn như ngọc bích bụng dưới bằng phẳng thậm chí còn có cơ bụng, mà vết thương sâu đã phá hủy thân hình đẹp đẽ này của cô ta. Lạc Tú nhặt từng con đỉa ra và đặt lên vết thương. Những con đỉa phình to với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng ánh mắt của Lạc Tú rất trong sáng, không có một chút ý nghĩ xấu xa nào. Hơn nữa đã hơn nghìn tuổi, quan trọng là khi còn sống nó là một hoa lạc động nữ. A Phổ Tử Khôi nghiêm túc nói, thực lực của Lạc Tú khiến A Phổ Tử Khôi vô cùng kính trọng anh cho nên cô ta cũng không che giấu bất cứ điều gì. Hoa lạc động nữ, một trong tam tà tương Tây. Hoa lạc động nữ dùng để chỉ một số phụ nữ chưa kết hôn trong bộ tộc tương Tây, bọn họ khóc ra lá cây, ở trong hang động mà không cần ăn uống, có thể sống rất lâu mà không chết. Nghe nói những người như vậy là những người lén kết hôn với sơn thần, trong người có thêm một sức mạnh bí ẩn. Trước khi chết, Thi vương kia cũng đã sở hữu một loại sức mạnh nào đó nên khi trở thành thi vương mới có thể nhập đạo trước khi thức tỉnh có rất nhiều bước quan trọng, dù có là nhập đạo, thì bước này cũng là bước khiến rất nhiều người trên thế giới không thể vượt qua. Nếu ở trong giới tu đạo thì có thể không có bước này, nhưng bởi vì hoàn cảnh ở trái đất khá đặc thù nên mới thêm một bước như vậy. Nhưng một thi vương có thể nhập đạo là đã vô cùng giỏi. Thi vương kia vẫn luôn bị tổ tiên của chúng tôi chấn áp, nhưng ai ngờ đến thời đại của mẹ tôi thì xảy ra vấn đề, thi vương này bị người ta tế luyện thành huyết thi vương tôi đuổi theo nó tới hải đông cho đến khi có án mạng mới tìm ra tung tích của nó a phổ tử khôi giải thích việc mở một tiệm massage chỉ là để tiện cho việc hỏi thăm tin tức a phổ tử khôi suy luận rằng có lẽ thi vương đã trốn về tương tây còn có hơn 20 ngày nữa là đến học viện quân sự báo cáo hơn nữa ngày quyết chiến với trưởng môn bát cực môn phong thiên lôi cũng sắp tới a phổ tử khôi suy luận rằng có lẽ thi vương đã trốn về tương tây sau khi vết thương đỡ hơn một chút A à, phổ tử khôi nhất định sẽ tiếp tục đi bắt xác thi vương. A à, phổ tử khôi muốn lạc tú giúp đỡ, nhưng lạc tú nói lúc này anh không thể rời khỏi đây. Còn có hơn 20 ngày nữa là đến học viện quân sự báo cáo, hơn nữa ngày quyết chiến với trưởng môn bát cực môn phong thiên lôi cũng sắp tới. Nhưng lạc tú cũng không quá lo lắng về chuyện đó. Mà trong khoảng thời gian này, lạc tú dự định sẽ tinh luyện lại, nếu ngay cả huyết thi vương cũng có thì sau này có thể sẽ có thêm nhiều thứ đáng sợ khó giải quyết khác. Lạc Tú cần cải thiện thực lực của mình. Mà A Phổ Tử Khôi cũng nói nếu Lạc Tú đến Tương Tây thì có thể liên lạc với cô ta, thế lực người đuổi thi ở Tương Tây rất lớn, rất có uy tín danh dự. Lạc Tú quay trở lại Vịnh Bàn Long ở Thông Châu, anh định bế quan một đoạn thời gian. Dù sao thì linh khí thu được ở Vịnh Bàn Long đúng lúc có thể sử dụng để tu luyện. Mà lúc này ở bên bờ sông lớn có một người đàn ông đang đứng bên bờ sông. Ông ta gần 60 tuổi, dâu tóc đều bạc trắng, nhưng mặt mày hồng hào lông mày rậm mắt to dáng người vạm vỡ lúc này người đàn ông này đang đứng bên sông chắp tay sau lưng như đang nhắm mắt suy nghĩ lúc mặt trời mọc người đàn ông vung tay sau đó biến lòng bàn tay thành dao chém về phía sông mở một tiếng hét lớn vang lên đột nhiên nước sông rung chuyển dữ dội sau đó mặt sông nứt ra làm đôi nước ở thượng nguồn bị chặn lại hạ lưu của dòng sông lập tức cạn khô Mặt sông bị chia cắt, sông lớn bị cắt đứt dòng chảy trở nên khô cạn. Nếu người khác nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ lộ ra vẻ cực kỳ khó tin. Đệ tử của Bát Cực môn đang trốn đằng xa lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Chúc mừng sư phụ đã luyện được thần công, có thể nói là có thể chấn động thiên hạ. Nếu không phải con tự mắt nhìn thấy thì con sẽ không bao giờ tin trên đời này có người có thể làm như vậy. Chương 197: Đi nhận lỗi. Trong rừng một người cưỡi hổ thong dong đi về phía trước. Những con vật nhỏ trong rừng sợ hãi quay đầu bỏ chạy, tiếng gầm rú khiến nhiều con vật dùng mình. Điều này vô cùng kỳ lạ, thỉnh thoảng có người nhìn thấy cảnh tượng này sẽ bị dọa cho sợ phát khiếp. Trên đời này lại có người dám cưỡi hổ. Đây không phải là thần tiên hạ phàm đó chứ. Mà phía sau người đàn ông là một đám người, tất cả đều có khí thế, tư thế cao thẳng, hung hán, vừa nhìn đã biết đều là cao thủ. Sư phụ, chỉ là một tên oát con, không cần ngài phải ra tay, con sẽ thay ngài đem đầu tên đó tới đây." Một đệ tử của Phong Thiên Lôi lên tiếng. "Chỉ là một tên tiểu bối nho nhỏ có thể mạnh đến mức nào chứ? Cậu cho là một tên tiểu bối có thể khiến tôi ra tay sao?" Phong Thiên Lôi cười khẩy. Ông ta cũng coi thường Lạc Tú, không để Lạc Tú vào mắt. Trước đó Lâm Hóa Long từng ở Hải Đông, cả Hải Đông tôn kính với ông ta, bây giờ ông ta đã đi. Lúc này cả Hải Đông nên ở trong tay tôi rồi. Phong Thiên Lôi không chỉ vì chuyện khiêu chiến với Lạc Tú mà rời núi. Ông ta chỉ mượn chuyện của Lạc Tú để rời núi, chuẩn bị muốn tiêu diệt toàn bộ thế lực ở Hải Đông, sau đó trở thành người đứng đầu Hải Đông. Dù sao thì muốn đi ra ngoài cũng cần phải có một lý do chính đáng. Nếu đột nhiên rời núi mà không có lý do, Lâm Hóa Long sẽ tới tìm ông ta làm cho ra nhẽ. Lần này Lạc Tú đã thương người trong bát cực môn vừa hay để ông ta mượn chuyện này rời núi, bắt đầu thực hiện kế hoạch làm chủ hải đông của mình. Những người như Phong Thiên Lôi đều suy nghĩ vô cùng sâu xa. Bây giờ ông ta đã luyện được thần công, có giã tâm thâu tóm hải đông cũng là chuyện đương nhiên. Về phần lạc tú, trong mắt Phong Thiên Lôi mà nói, anh chẳng là cái gì cả, ở trong mắt ông ta, lạc tú còn chẳng bằng một viên đá kê chân. Một tiểu bối như Lạc Tú thì có thể có thực lực mạnh tới mức nào chứ? Chỉ là trận chiến này, Ông ta nhất định phải nổi danh, cho nên mới làm quá lên như vậy. Sư phụ, con đã thông báo đến tất cả các gia tộc lớn ở Hải Đông, các gia tộc biết ngài muốn tới đã chuẩn bị đầy đủ, tất cả đều bày tỏ sự kính trọng với ngài. Nhưng nhà họ Vương lại làm như không biết, một đệ tử khác nói. Hừ, lâu lắm không ra ngoài khiến mọi người quên mất uy danh của tôi, nếu nhà họ Vương không biết điều thì lần này tới Hải Đông sẽ thanh toán nhà họ Vương đầu tiên. Phong Thiên lôi cười khẩy nói. Trưởng môn Bát Cực môn Phong Thiên Lôi đang tới. Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp Hải Đông khiến cho các gia tộc ở Hải Đông vô cùng chấn động. Phong Thiên Lôi chính là một trong những tông sư vĩ đại của Hoa Hạ, là trưởng môn của Bát Cực môn. Khi còn trẻ, ông ta đã nổi tiếng khắp Hải Đông, nếu không phải ở Hải Đông có Lâm Hóa Long, sợ là Hải Đông này đã là của Phong Thiên Lôi rồi. Nhưng cho dù như vậy, Phong Thiên Lôi lúc đó cũng được xưng là người cuồng thú nhất. Mà sau khi Lâm Hóa Long rời khỏi Hải Đông, lúc này Phong Thiên Lôi mới thật sự là người mạnh nhất Hải Đông. Ngay cả một số thế lực liên quan đến tu đạo cũng phải kính nể ông ta. Dù sao thì phách không trưởng của Phong Thiên Lôi cũng rất lợi hại khiến nhiều người tu đạo vô cùng sợ hãi. Nghe nói phách không trưởng có thể đạp nát đá, đã qua hơn vài chục năm, có lẽ phách không trưởng của Phong Thiên Lôi bây giờ đã đạt đến đỉnh cao, không gì sánh được. Hơn nữa thân là trưởng môn bát cực môn, ông ta không chỉ có đồ đệ trải rộng khắp cả nước mà còn đào tạo ra rất nhiều người tài giỏi. Có thể thấy được, phong thiên lôi vô cùng đáng sợ. Ngay cả đệ nhất cao thủ từ ngạo của Hải Đông cũng chỉ là đệ tử của ông ta mà thôi. Mà điều đáng sợ nhất là nghe nói phong thiên lôi cưới hổ tới, phong cách giống như một vị thần. Nếu một người như vậy muốn đến Hải Đông, đương nhiên các thế lực lớn ở Hải Đông phải tiếp đái. Cùng ngày hôm đó, một cao thủ thái cực quyền cũng đến Hải Đông, trưởng môn hình ý môn cũng tuyên bố muốn tới Hải Đông để xem trận chiến. Các thế lực lớn ở Hải Đông sôi sục Tam Đại Tông Sư cùng đến, nếu không phải có Trương Đại Sư tỏa chấn, sợ là rất nhiều người ở Hải Đông sẽ sợ phát run. Nhưng nghe nói Phong Thiên Lôi và Trương Đại Sư có quan hệ khá tốt, chỉ sợ mấy người này sẽ liên thủ tiêu diệt các đại thế lực ở Hải Đông. Có thể nói, trận này tuy chưa bắt đầu nhưng đã khiến tất cả mọi người đều chú ý tới. Đây cũng là mục đích của Phong Thiên Lôi, giết gà dọa khỉ ông ta muốn cả hải đông này đều biết tới trận chiến này dù sao thì sau khi trận chiến này kết thúc cũng có nghĩa là phong thiên lôi sẽ bước một chân vào hải đông cho nên càng rầm rộ thì càng tốt nhưng các thế lực lớn không biết phong thiên lôi đến hải đông là để quyết chiến với lạc tú bọn họ đều đang đoán xem người kia là ai mà có thể khiến phong thiên lôi tự mình ra tay phong thiên lôi cũng không ngu ngốc đi nâng cao danh tiếng miễn phí cho lạc tú ông ta chỉ đề cập rằng mình đến hải đông là để quyết chiến với một người mà thôi sau cùng tin này được đăng lên mạng nhiều cư dân mạng đều đang suy đoán cùng ngày hôm đó trong biệt thự cao cấp của nhà họ sở người đứng đầu nhà họ sở vỗ tay cười ha hả mà sở vân long và sở vân hào cũng rất vui mừng lần này không chỉ có trương đại sư mà còn có tông sư phong thiên lôi còn có ai ở hải đông có thể so với nhà họ sở chứ mà lạc tú kia, đến lúc đó tùy tiện tìm một người cũng có thể nghiền chết anh. Nhà họ Dương cũng vô cùng vui vẻ, họ đã liên hệ trước với phong thiên lôi qua trương đại sư, giờ xem như người một nhà. Thiếu thiên, thù của con đến lúc đó cha sẽ nói với trương đại sư và lôi tông sư, cho dù anh ta là con rể nhà họ hả hay con rể nhà họ giang thì lần này nhất định sẽ phải chết. Một người đàn ông trung niên họ vương nhìn về phía vương vận vân. Nhà họ Vương là gia tộc duy nhất biết người quyết chiến với Phong Thiên Lôi lần này chính là Lạc Tú. "Vận Vân, chúng ta thực sự không cần đi đón tiếp Phong Thiên Lôi sao?" "Không cần, ông không tới Hải Đông xem trận chiến nên không biết Lạc gia kia đáng sợ đến thế nào, tôi luôn cảm thấy Lạc gia vẫn chưa thể hiện ra thực lực chân chính của mình, vậy nên nếu đã đứng về phía anh ta thì đứng tới cuối cùng đi." Vương Vận Vân nhàn nhạt nói. "Vận Vân, dù sao thì bên kia cũng là một tông sư kỳ cựu." Mọi người đều biết tới uy danh của ông ta. Nếu đã lựa chọn thì đừng lung lay hay lấy lòng cả hai bên, chúng ta đã đứng về phía Lạc gia mà sau đó lại lung lay thì mọi cố gắng đều sẽ uổng phí, tôi rất tin tưởng Lạc gia. Nhà họ Vương là gia tộc duy nhất đứng về phía Lạc Tú. Chương 198, Tiên pháp Minh Mông Hạ Hân Hân cuối cùng cũng đồng ý. Sau đó cô ta tìm đến nơi mà Lạc Tú ở, nhưng bị chặn lại ngoài cửa. Đừng hiểu lầm Tôi chỉ tới đây để xin lỗi mà thôi." Hạ Hân Hân nhìn Giang Đồng Nhiên chặn cô ta ngoài cửa. "Cậu ấy không có ở đây." Giang Đồng Nhiên đã nói nhiều lần nhưng Hạ Hân Hân không tin. "Tôi biết anh ta đang ở bên trong, nếu anh ta thực sự không muốn gặp tôi, vậy xin hãy giúp tôi chuyển lời xin lỗi cho anh ta." Hạ Hân Hân mở miệng nói, nhưng Giang Đồng Nhiên không cảm thấy chút thành ý nào từ lời của cô ta. "Có lẽ trước đó tôi đã làm sai, nhưng anh ta cũng đã đắc tội với Trương đại sư." Tôi có ý tốt nhắc nhở một câu, anh ta đừng nên ở lại Hải Đông nữa, người như Trương đại sư không phải là người mà người bình thường có thể động tới đâu." Hạ Hân Hân nhắc nhở. Nhưng Giang Đồng Nhiên nghe thấy lời này lại cau mày. "Cô Hạ, tôi cũng muốn khuyên cô một câu, đừng bao giờ dùng thái độ tự cao để đối xử với người khác, bởi vì người mà cô coi thường rất có thể là người mà cô không thể động tới." Giang Đồng Nhiên cảm thấy rất không vui vì câu nói của Hạ Hân Hân. "Ồ, thật sao?" vậy tôi mỏi mắt mong chờ hạ hân hân kiêu ngạo mở miệng nói nếu lạc tú vẫn dám ở lại hải đông sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện bởi vì trương đại sư thật sự rất mạnh hơn nữa tông sư phong thiên lôi cũng sắp ra tay sợ là cả hải đông này sẽ xảy ra một thay đổi lớn cho dù lạc tú có chút năng lực hay thủ đoạn gì thì cũng không thể ngăn nổi chuyện này cho dù là phong thiên lôi hay trương đại sư thì cũng không phải người mà lạc tú có thể địch nổi lại càng không nói tới việc hai bọn họ liên thủ với nhau ngày đó lạc tú tuyên bố sẽ bảo vệ nhà họ giang còn ăn nói ngông cuồng đắc tội tới trương đại sư sau này không cần nói cũng biết lạc tú sẽ vô cùng thảm bại hạ hân hân rời khỏi trước khi đi cô ta còn lắc đầu nghĩ lần này lạc tú sẽ phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình nếu cô ta đã có lòng tốt nhắc nhở mà đối phương vẫn còn kiêu ngạo thì cô ta cũng không thể làm gì hơn phong thiên lôi và trương đại sư liên thủ không nói đến hải đông Do dù cả khu hoa đông này cũng không có ai địch lại hai người họ. Mà Lạc Tú lúc này không biết những chuyện này, anh vẫn còn đang bế quan. Một số pháp thuật và công pháp trong Thái Hoàng Kinh anh vẫn chưa vận dụng được. Thái Hoàng Kinh là một loại công pháp khá kỳ quái, nhưng có thể nói là công pháp mạnh nhất thời nay. Nó kỳ lạ ở chỗ là nó sẽ phong ấn thực lực và tu vi của người luyện, cứ luyện thêm được một tầng thì sẽ bị phong ấn thêm một phần tu vi. Chỉ vào thời khắc quan trọng mới có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh. Nhưng chuyện này không ngăn cản được Lạc Tú hấp thụ linh khí để nuôi dưỡng cơ thể và cải thiện sức mạnh. Sau nhập đạo chính là thức tỉnh, thức tỉnh có 9 tầng, mà hiện tại Lạc Tú đang ở tầng 1 của thức tỉnh, điều quan trọng là do nền móng vững chắc nên trên thực tế, Lạc Tú sở hữu sức mạnh của thức tỉnh tầng 2. Lúc này Lạc Tú đang ngồi trên bàn đá, từng lớp linh khí được tạo ra bởi tụ linh trận bị Lạc Tú hấp thụ vào. Không bao lâu sau, cả người lạc tú sáng lên, giữa lỗ mũi có hai làn khói hình con rồng bay lên lượn lờ quanh anh. Anh đang ở chỗ quan trọng nhất để lên thức tỉnh tầng 2, quá trình này vô cùng khó khăn. Hai mươi mấy ngày sau, Lạc Tú vẫn đang bế quan. Nhưng mấy ngày này Hải Đông lại trải qua những thay đổi chấn động. Tại lối ra của một con đường cao tốc Hải Đông, một tấm thảm đỏ dài khoảng 5 dặm phủ kín con đường. Ở đây có vô số xe xịn đậu thẳng thành một hàng, mười thế lực lớn trừ nhà họ vương ra thì đều tập trung ở đây tất cả bọn họ đều đang ở hai bên thảm đỏ chờ đợi cái nắng như thiêu như đốt nhiều người đã mồ hôi nhễ nhại những người này đều là người có địa vị ở hải đông đều là những người giàu có được nuông chiều từ bé chưa bao giờ phải chịu đựng khổ sở như thế này nhưng hiện tại bọn họ đều yên lặng đứng ở đó không ai dám tỏ vẻ bất mãn sau khi đứng suốt hai tiếng đồng hồ xa xa nơi đầu thảm đỏ đã có một con hổ đi tới trông con hổ này vô cùng mạnh mẽ và hung dữ phía trên con hổ là một ông lão phong thiên lôi tới rồi cung nghênh lôi tông sư rất nhiều người của gia tộc lớn đã đích thân tới đón ông ta hạ hân hân cũng nằm trong số đó cảnh tượng này quá mức kinh động đặc biệt là cách phong thiên lôi xuất hiện trước đó có người không tin trên đời này có ai có thể thuần phục hổ chứ đó là vua của muôn loài, đương nhiên vô cùng hung dữ và rất có uy nghiêm của vua muôn loài. Sao có thể ngoan ngoãn để loài người sai khiến chứ? Nhưng cho đến khi tận mắt chứng kiến mới cảm thấy sợ hãi. Điều này khiến không ít người càng thêm kính trọng Phong Thiên Lôi, Hạ Hân Hân lắc đầu, trong đầu nghĩ đến hình bóng của Lạc Tú. Nếu tên ngông cuồng kia nhìn thấy cảnh này chắc chắn cũng sẽ bị hỏa cho sợ hãi đến phát ngốc. Tên đó luôn tự cảm thấy mình là thần tiên nhưng khi nhìn thấy phong thiên lôi lúc này hạ hân hân cảm thấy đây mới là thần tiên thực sự lạc tú hoàn toàn không thể so sánh với phong thiên lôi nhà họ sở và nhà họ dương đều mừng thầm nhà họ giang nhà họ vương cho dù bọn họ có tổng giáo quan huấn luyện của học viện quân sự kinh nam bảo vệ thì sao chứ bây giờ phong thiên lôi đã đích thân tới đây cho dù lâm hóa long vẫn còn ở hải đông thì cũng phải kính nể phong thiên lôi vài phần một giáo quan huấn luyện nho nhỏ ở học viện quân sự kinh nam thì là cái thá gì chứ sẽ có người giúp anh báo thù dương kim vũ nhìn dương thiếu thiên ngồi trên xe lăn nói đêm hôm đó khách sạn sang trọng nhất ở hải đông đều đã bị đặt hết toàn bộ người ở hải đông đều đến xem sự kiện lớn này trong hoa viên của một khách sạn vị trương đại sư bí ẩn cuối cùng cũng lộ diện đến một con suối nhân tạo trương đại sư không đi đường vòng mà ông ta trực tiếp bay lên mà khi trương đại sư làm như vậy một cây cầu băng từ từ kéo dài ra theo bước chân ông ta phải dài hơn năm thước nhiều người kinh ngạc đến mức sắp sắt hàm ha ha trương đại ca đã lâu không gặp phong thiên lôi mặc dù kiêu ngạo nhưng cũng phải nể mặt trương đại sư thiên lôi lão đệ thần công của ông đã luyện thành rồi sao trương đại sư chậm rãi bước xuống từ cây cầu băng những nhân vật lớn ở hải đông đều lặng im cúi gằm mặt không dám nói một lời bởi vì họ đều kính chọn vị trương đại sư này ha ha sao có thể so được với trương đại ca chứ nếu so với ông tôi thật sự không dám nhắc tới phong thiên lôi khiêm tốn nói trương đại ca dù ông có xưng là người đứng đầu hoa hạ tôi cũng cảm thấy xứng đáng hai người bắt đầu khen ngợi nhau ôi danh này tôi không kham nổi trước đó tôi cũng nghĩ cho dù mình không đứng đầu thì cũng cách người đứng đầu không xa nhưng hơn một tháng trước tôi đi ra ngoài một chuyến Lúc đó tôi mới nhận ra thế giới rộng lớn như thế nào và còn bao nhiêu người giỏi hơn tôi. Trương đại sư nhớ tới cái đêm hôm đó. "Ồ, Trương đại ca đã gặp ai hả?" À? Phong Thiên Lôi tò mò hỏi. Thiên Lôi lão đệ có lẽ cũng không biết, trước mặt anh ta, tôi và ông ngay cả tư cách ra tay cũng không có. Chương 199, Trương đại sư nhận đồ đệ. Trong bữa tiệc, Trương đại sư và Phong Thiên Lôi trở thành tâm điểm của mọi người, vô số người nâng ly chúc mừng thái độ vô cùng kính trọng. Đối với Hạ Hân Hân, Sở Vân Hào, Dương Thiếu Thiên và vô số con nhà giàu khác, ngay cả tư cách đi mời rượu cũng không có. Có thể nhìn thấy hai người kia đã là may mắn của bọn họ, sao có tư cách lên bắt chuyện chứ? Một nhóm thanh niên cũng tụ tập lại để thảo luận. Mọi người nói xem, rốt cuộc là ai mà có thể khiến một nhân vật lớn như Phong Thiên Lôi tự mình ra tay? Sở Vân Long vô cùng tò mò. Bát Cực Môn không nói gì, chúng ta không phải người trong giang hồ nên cũng không biết nhưng có lẽ ít nhất người kia cũng phải là một tông sư nhỉ một người khác nói đúng vậy nếu không sao có thể khiến một người như phong thiên lôi ra tay chứ sở vân hào đáp kim vũ không phải cậu có một người chú trong bát cực môn sao sao cậu không hỏi thăm một chút lại là người trước đó nói dương kim vũ nhìn nhìn mọi người sau đó đi hỏi thăm thật nhưng rất nhanh đã trở lại thế nào rồi Kim Vũ, ai vậy? Mọi người đều nhìn Dương Kim Vũ. Không biết họ tên đầy đủ, chỉ biết đối phương họ lạc. Dương Kim Vũ nói. Nghe vậy, sắc mặt của Dương Thiếu Thiên và mấy người sở vân hào đột nhiên thay đổi. Vẻ mặt của Hạ Hân Hân cũng đột một thay đổi. Bởi vì họ lạc kia có vài chỗ khiến bọn họ không thích. Không phải chứ. Không thể nào, mấy người sở vân hào, Dương Thiếu Thiên mạnh miệng nói. Đùa sao, lạc tù ư sao có thể người như lạc tú xứng để phong thiên lôi ra tay sao hoàn toàn không thể mà hạ hân hân cũng tự diếu cợt mình trong đầu cô ta vừa rồi cũng nghĩ tới lạc tú nhưng cô ta cũng biết điều đó là không thể lạc tú mới bao nhiêu tuổi chứ hơn nữa ngay cả từ ngạo cũng đủ để tát chết anh rồi người đó chắc chắn không phải lạc tú nếu bát cực môn muốn ra tay với lạc tú thì tìm một tên đồ đệ tới là được không cần phải để phong thiên lôi ra tay không lâu sau đó các gia tộc lớn nhỏ đều đã chào hỏi xong với trương đại sư trương đại sư ngồi trên ghế trung tâm các người trong gia tộc giàu có cũng bỏ đi thái độ kiêu ngạo thường ngày vô cùng ngoan ngoãn đứng yên một chỗ hạ hân hân cũng tìm cơ hội để qua đó đứng quy xuống trương đại ca sẽ giúp các người xem cơ duyên nếu hữu duyên sẽ được trương đại ca nhận làm đồ đệ phong thiên lôi ở bên cạnh nói mấy người sở vân hào đột nhiên cảm thấy tim mình đập thình thịch vừa rồi khi thấy thủ pháp ngưng nước thành cầu băng của Trương Đại Sư, bọn họ đã vô cùng sùng bái và ngưỡng mộ. Giờ phút này, các cô gái chàng trai trong gia tộc giàu có quyền thế đều không do dự mà quỳ xuống. Hạ Hân Hân cũng quỳ xuống. Điều này không có gì đáng xấu hổ, bởi vì ngay cả một số người đứng đầu của một số gia tộc cũng đã quỳ xuống. Nhiều người đều quỳ dạp trên mặt đất, bởi vì trong lòng bọn họ, Trương Đại Sư chính là thần. Cuối cùng, Mấy người Sở Vân Hào thực sự được Trương đại sư nhận làm đệ tử. Người hạnh phúc nhất là Hạ Hân Hân, cô ta cũng may mắn được nhận làm đệ tử. Phải biết Trương đại sư có thể nói là người nắm trong tay vinh nhục của mọi gia tộc. Nếu đã được nhận làm đệ tử, sau này nhà họ Hạ sẽ có cơ hội đứng lên, có lẽ còn vinh quang hơn cả trước đây. Sư phụ, đệ tử có một kẻ thù, anh ta đã nhiều lần làm nhục sư phụ." Sở Vân Hào lúc này mới lên tiếng. "Sư phụ, người này cũng có thủ oán với đệ tử." Dương Kim Vũ nói, "Bây giờ bọn họ đã tìm được chỗ dựa vững chắc nên đương nhiên muốn giết Lạc Tú. Chuyện nhỏ, mấy ngày nữa các con gọi anh ta ra, sư phụ của các con sẽ đòi lại công bằng cho các con." "Đúng rồi sư phụ, anh ta tên là." "Con không cần nói cho sư phụ biết anh ta tên là gì, sư phụ không có hứng thú muốn biết, các con chỉ cần biết một ngón tay của sư phụ cũng đủ để nghiền nát anh ta." Trương đại sư hừ lạnh những người sở vân hào vui vẻ liếc nhìn nhau chờ đấy lạc tú có trương đại sư ra tay cho dù lạc tú là thần tiên hạ phàm cũng khó có thể thoát khỏi cái chết chúng con cảm ơn sư phụ một số người lại quỳ lạy trương đại sư hạ hân hân lắc đầu thở dài lạc tú tôi đã cảnh cáo anh đừng kiêu ngạo với trương đại sư cũng đừng đắc tội mấy tên nhà giàu này nhưng anh không nghe có lẽ lần này anh không tránh khỏi cái chết rồi bữa tiệc kéo dài đến nửa đêm sau khi hạ hân hân trở về cô ta hạnh phúc đến mức không thể ngủ được khi hạ thu diễm nghe được tin này cô ta đã phá lên cười hân hân ba cháu lại bảo cháu đi xin lỗi thằng nhóc họ lạc đó sao ha ha so với trương đại sư tên nhóc họ lạc đó có thể hơn sao hạ thu diễm chế nhạo hai cháu cũng không biết ba đang nghĩ gì hạ hân hân thở dài rõ ràng hải đông này vốn đã thuộc về kẻ mạnh như trương đại sư vậy mà ba cô ta lại bắt cô ta đi xin lỗi lạc tú cô nói rất đúng dù lạc tú có chút thực lực thì sao cho dù anh là sĩ quan huấn luyện của học viện quân sự kinh nam thì sao lẽ nào anh có thể hơn trương đại sư sao hạ hân hân cảm thấy may mắn vì mình không nhìn sai người nếu lần sau gặp lại tên họ lạc đó cháu rất muốn xem anh ta còn có thể kiêu ngạo như vậy không bây giờ thân phận của cháu đã hoàn toàn khác là đồ đệ của trương đại sư đó ở hải đông thân phận đồ đệ của trương đại sư là đại diện cho địa vị và vinh quang với thân phận này tên họ lạc kia tính là cái gì chứ mà trong đêm nay lạc tú cũng từ từ mở mắt ánh sáng bên ngoài đã biến mất khi hai mắt mở ra trong mắt anh hiện lên ngọn lửa đang nhảy nhót thức tỉnh tầng thứ hai lạc tú cuối cùng đã đột phá ba ngày sau là trận quyết chiến với phong thiên lôi. Lạc Tú cũng không để tâm. Hai ngày này anh và ba Lạc đi chơi khắp nơi. Mãi đến ngày diễn ra trận quyết chiến, Lạc Tú mới trở về Hải Đông. Trận quyết chiến sẽ diễn ra ở một sân bóng bên ngoài ngoại ô. Không chỉ vậy, võ sư thái cực quyền Trần Bá Kiêu, trưởng môn phái hình ý môn lục đại hổ cũng tới, một số cao thủ của Hoa Đông cũng tập trung lại chỗ này dù sao thì trận quyết chiến này so ra cũng như một đại hội võ lâm ở thời hiện đại. Hàng chục nghìn người đã đến xem cuộc so tài. Tất nhiên ở bên ngoài có thể tùy ý ra vào, nhưng muốn vào trong thì phải nộp hết tất cả các thiết bị điện tử có trong người ra. chương 200, triệu uy cho lạc gia anh còn dám tới ư? Tại sao tôi không dám tới? Lạc tú nhíu mày. Có lẽ anh vẫn chưa biết mấy người sở vân hào đã được trương đại sư nhận làm đệ tử đúng không? anh có biết bọn họ đã kể tội anh trước mặt Trương Đại Sư không? Trương Đại Sư tuyên bố chỉ cần anh dám xuất hiện thì sẽ giết anh. Hạ hân hân một hơi nói hết. Ông ta tuyên bố sẽ giết tôi ư. Ừ, Lạc Tú nhướng mày. Tối qua tôi đã nghe thấy. Hạ hân hân khẳng định. Lạc Tú lắc đầu, khinh thường nói. Nếu ông ta biết là tôi, cho ông ta thêm một nghìn lá gan nữa cũng không dám nói giết tôi. Lạc Tú, tôi không hiểu anh lấy đâu ra tự tin để nói ra lời này, anh có biết sư phụ tôi là ai không hạ hân hân không vui khi thấy thái độ của lạc tú cô cũng trở thành đệ tử của ông ta à lạc tú vẫn cười khinh thường đúng hạ hân hân tự hào nói đặc biệt là vào lúc này hạ hân hân cảm thấy mình đã lấy lại được cảm giác ưu thế trước mặt lạc tú trước đó khi lạc tú vung tay lấy vài tỷ ra kiêu ngạo và tôn nghiêm của hạ hân hân đã bị đả kích rất lớn hơn nữa sau khi lạc tú và con gái của nhà họ giang hợp tác với nhau tự tôn của Hạ Hân Hân đã bị đạp xuống mặt đất. Nhưng bây giờ cô ta cảm thấy niềm tự hào và sự hơn người của mình đã trở lại. Hiện giờ cô ta không còn là người bình thường nữa, cô ta là đồ đệ của Trương Đại Sư, cho dù chỉ là đệ tử trên danh nghĩa. Nhưng đó không phải là thứ mà một người bình thường như Lạc Tú có thể so được. Có phải rất cảm giác yêu Việt không? Lạc Tú nhìn thấu suy nghĩ của Hạ Hân Hân. Đúng thì sao? Lạc Tú, tôi thừa nhận rằng trước đây tôi đã đánh giá thấp anh nhưng vậy thì sao hạ hân hân nói một cách tự hào bây giờ tôi đã là đệ tử của thần tiên thân phận và địa vị đã cách xa anh đêm qua có rất nhiều người ở hải đông này tôn kính tôi đây là thứ mà anh sẽ không bao giờ có thể có được hạ hân hân lộ vẻ kiêu ngạo bây giờ đã khác trước tôi hạ hân hân có thể dẫn dắt nhà họ hạ đi đến vinh quang lạc tú nể tình trước kia cũng có quen biết Tôi khuyên anh nên sớm rời khỏi đây, bởi vì người thường như anh vĩnh viễn sẽ không biết sư phụ của tôi lợi hại tới mức nào." Hạ Hân Hân nhớ lại những gì Trương đại sư đã làm tối hôm qua thì có chút kích động. "Đây là lời khuyên cuối cùng của tôi dành cho anh, còn nghe hay không thì tùy anh, chết thì chết, tôi cũng đã làm hết sức mình rồi." Hạ Hân Hân mỉm cười lộ vẻ cao ngạo. "Tôi vẫn nói câu đó, cô đã quá xem thường tôi rồi, cho dù là sư phụ của cô." trương đại sư gì đó kia đứng trước mặt tôi cũng không dám nói chuyện với tôi như thế này. Lạc Tú vẫn khinh thường như trước. Ồ, hôm nay để xem anh còn có thể rời khỏi đây không, chờ sư phụ tôi đến, xem anh còn có thể kiêu ngạo như vậy không. Một giọng nói từ xa truyền đến. Hạ hân hân nhìn lại rồi thở dài một tiếng. Lạc Tú ơi Lạc Tú, tại sao anh lại cứng đầu như vậy? Trên thế giới này có rất nhiều người siêu việt vượt quá tầm hiểu biết của người thường, bây giờ thì tốt rồi muốn chạy cũng không chạy được nữa bởi vì phía xa là mấy người sở vân hào lạc tú đúng là thiên đường có lối thì không đi mà nhất định phải xuống địa ngục mấy người sở vân hào chế diễu nói một vài người trong số họ trước đó thực sự sợ lạc tú vì về cả thực lực hay thế lực đều không thể so được với lạc tú nhưng bây giờ đã khác bọn họ đã có trương đại sư chống lưng dù là hiện tại hay sau này thì lạc tú đều không thể so với bọn họ họ lạc kia, cho dù anh có mạnh tới đâu thì cũng chỉ là người thường mà thôi, chúng tôi đã có sư phụ là thần tiên, sau này nhất định sẽ mạnh hơn nữa, đứng trên chúng sinh. Sở Vân Hào ngạo nghễ mở miệng. Đi theo trường đại sư tùy tiện học vài thứ cũng có thể trở thành một người giỏi giang được người khác kính trọng. Bọn họ đã lấy lại được cảm giác hơn người như trước kia. Lạc Tú khinh thường nhìn đám người này, bọn họ thật sự là một lũ ngốc. Nhìn thấy Lạc Tú vẫn khinh thường, Dương Thiếu Thiên hử lạnh một tiếng. Lạc Tú, hôm nay anh chết chắc. Dương Thiếu Thiên đang ngồi trên xe lăn nhìn Lạc Tú với ánh mắt độc địa. Sư phụ của anh ta đã đồng ý, có thời gian sẽ giúp anh ta chữa trị vết thương. Nhưng anh ta sẽ không bao giờ quên người đã tạo ra vết thương và nỗi sỉ nhục này cho anh ta. Xem ra bài học mà tôi dạy cho các người vẫn chưa đủ. Sắc mặt Lạc Tú chợt trầm xuống. Tiến lên một bước, có vẻ anh muốn ra tay tôi thừa nhận anh rất lợi hại nhưng hôm nay không tới lượt anh ra oai đâu sở vân long ngạo nghễ nói lạc tú có chút thực lực thì sao chỉ cần trương đại sư ra tay hôm nay lạc tú nhất định sẽ chết tốt nhất anh đừng nên ra tay ở đây không chỉ có trương đại sư mà còn có tông sư phong thiên lôi nếu anh dám ra tay hôm nay nhất định sẽ mẹ nó ai cho mày can đảm nói chuyện với tao như thế lạc tú vừa nói vừa di chuyển với tốc độ cực nhanh mà không ai nhìn rõ sau đó lạc tú tát vào mặt sở vân long một cái cả người sở vân long bay về phía sau họ lạc kia mày chờ đấy chờ sư phụ của tao tới thì mày chết chắc sở vân long che mặt nằm trên mặt đất anh ta không tin khi sư phụ tới sẽ không báo thù cho anh ta đồ vô dụng trừ việc mang những lời này ra dọa người thì mày không thể làm gì khác sao vẫn câu nói đó chờ sư phụ mày đến, tao có đánh mày thì ông ta cũng không dám nói nhảm. Lạc Tú, mày lại dám nói như vậy, mày chờ đấy. Bốp, Sở Vân Hào cũng bị Lạc Tú tát. Về thực lực, những người này thực sự không phải là đối thủ của Lạc Tú. Nhưng Lạc Tú vừa ra tay đã hấp dẫn rất nhiều người tới hóng chuyện. Dù sao thì người Lạc Tú đánh cũng là con nhà giàu có. Mà hôm nay có rất nhiều người thuộc những nhà như vậy tới đây, đa số người ở đây đều là người của bọn họ. Lạc Tú đánh người khiến bọn họ tức giận. Chuyện đề cử, bẫy tình. Mấy chục người bất ngờ bao vây Lạc Tú. Mày được đấy, vốn định chờ sư phụ tao đến nhưng không ngờ mày có một mình mà dám dạo ai như vậy. Ai nói Lạc Gia chỉ có một mình. So xem ai nhiều người hơn đúng không? Bỗng từ xa vọng đến hai giọng nói. Mọi người đều nhìn về hướng đó, những chiếc xe hơi sang trọng đang chạy tới. Đoàn xe dài đến nỗi không thể nhìn thấy điểm cuối, Sao vậy, người Hải Đông muốn động tới Lạc Gia à? Được, Hồng Biêu tôi thay Lạc Gia xử lý các người. Một người đàn ông bước xuống xe, đây không phải là Hồng Biêu thì là ai? Sau đó lại có rất nhiều người tới. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 200.